Chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này, một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Hàng rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha quác lại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo, các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000. Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên là các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k trong một bịch như này, 100.000 trong một bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực, hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây, hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên, không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 trong bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000 mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k. 180.000 cái dây câu bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Cái này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy, đây, nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm vào như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này, ra cái lỗ này các bác này. Đấy, những cái lỗ này, những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp à. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy, sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá ra giò luôn. Đấy, 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu. Đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên, thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình
thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Lên cho em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15k thôi, 15k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy, hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp đựng tăm như này thôi. 95k một chiếc nhá. Đấy, 95.000 trong cái hộp đựng tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp tăm như này thôi nhá. 95k. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì ngay bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên xem là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy. Cho to đây nhá. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt tạo nên sự thay đổi về nhận thức. Đấy, và hành động của nhân dân. To, cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò ở đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn, các bác chỉ việc sạc và là dùng thôi. Con này thì các bác lên cho em là đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này. Ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài, mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Để giúp họ nâng là các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em là ra này. Đấy. Rất là tiện ích nhá, và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Chỉ có 260.000 cho một con đài FM như này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi. Tần sóng của nó rất là tốt luôn. Rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 trong con đài FM như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy. Hello chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các bác cứ mua đủ cho em từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi nhá. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 ship nữa. Lên cái biển đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ rổ vuông nhá, giá sẽ là 90.000. Này thì em cũng giới thiệu qua thôi, hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông nhá, rổ vuông giá của nó sẽ là 90k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là ba đôi rổ như này. Nó sẽ là một chậu một rổ nhá. Đấy, nó cứ sẽ là combo một chậu một rổ cho các bác luôn. Đấy, một chậu một rổ như này. Cái này thì nó sẽ là một chậu một rổ như này nhá, cứ một chậu một rổ như này. Hàng thì các bác xem này, đấy, các bác thấy chưa? Như này là khỏi phải bàn rồi nhá. Đây, chất nhựa của nó như này thì khỏi phải bàn rồi, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành cành đào luôn. Ok, giá sẽ là 90.000 cho một bộ rổ vuông như này nhá. Lên mã theo là rổ vuông, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm nó là cái bếp ga mini này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Dày dẫn chắc chắn. Và khi các bác sử dụng thì nó như trên hình như này nhá, như trên hình như này. Giá chỉ có 100 cành thôi, 100k cho một con bếp ga mini này các bạn. Đấy, về nhà các bác dở cái này ra cho em, sau đó thì bỏ cái chân này ra. Hàng của Nhật, nó thiết kế cực kỳ dày dẫn, nó chắc chắn luôn. Các cái phần kết nối dẫn này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm ga này, có đánh lửa tự động này. Các bác chỉ cần đặt nồi lên đây là xong, rất tiện luôn. Đây, đấy, đây các bạn. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 nhá. Lên cho em là bếp ga mini này. Bếp ga mini giá sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đá mài nhá. Đá mài thì bên shop về nó sẽ có đá đỏ và đá vàng như này. Đấy, đá đỏ và đá vàng như này. Và có kèm cho các bác một cái miếng lót để các bác lót khi mình mài dao cho nó khỏi trơn trượt này. Đấy. Thì con này nó sẽ là đá vàng này. Độ mịn của nó sẽ là 5.000-10.000. Đây, hàng made in Japan này, Katashiwa made in Japan.
Còn đá vàng này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 một viên đá vàng như này. Chiều dài thì vào khoảng là gần 20, chiều rộng thì khoảng 6 cm và chiều cao khoảng là 4 5 cm nhá, 4 cm. Đó, made in Japan này, chữ khắc trực tiếp trên đá luôn. Đó, rất đẹp nhá. Đấy. Viên này thì độ mịn 5.000 10.000, các bác mài độ mịn cao thì mài dao càng bén, 90.000 nhá. Tiếp theo là đá đỏ này sẽ là 70.000. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan. Đấy, Katashiwa. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là đá đỏ nhá, độ mịn 3.000 8.000. Giá thì chỉ có 70.000 đồng viên đá mài nhà thôi. 70k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con dao vân gỗ nhá. Lên cho em là dao vân gỗ. Đây nó sẽ là một con dao cực kỳ chất cho các bác luôn. Hàng thì của thương hiệu Seki nhá. Đấy. Đấy, em thử test thử dọc dây bóng cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Dọc dây bóng mà còn ngon như này là các bác biết rồi nhá. Đấy. Tức là dao rất là bén nhá. Dao rất là bén luôn, dọc dây bóng còn ngon này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Mà chất dao giấy bóng dai như này mà còn dọc là các bác biết rồi nhá. Đấy. Chứ còn nếu mà dọc giấy bình thường thì nó quá đơn giản thôi. Đấy. Dọc giấy bình thường thì quá đơn giản luôn các nhá. Đó, quá đơn giản luôn. Hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Seki, made in Japan nhá. Đấy, siêu bén luôn, siêu bén luôn. Hàng khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, Seki Japan này. Đấy. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên cho em là dao vân gỗ nhá. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ này. Dao vân gỗ. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Bàn chải đánh răng, hàng này thì nó sẽ là bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Hàng này của Hàn Quốc và bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, em giới thiệu qua thôi. Đây. Đấy, đầy đủ màu sắc cho bác luôn nhá. Đủ màu luôn. Đấy, có đầy đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, bên Hàn Quốc thì nó đang xuất cho Việt Nam mình và bán với cái giá là 36.000 ở trong các siêu thị đấy nhá. Siêu thị nó bán 36.000. Nhưng mà riêng này bên shop bán cho bác giá rất là tốt luôn, được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Đấy, chống kháng khuẩn cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Con này thì sẽ cái giá bán là như sau. Lấy 4 cái là bằng 20k. Đây em bán 4 cái trở lên. Đó, 10 cái sẽ là bằng 40k và một hộp này là 30 chiếc thì sẽ là 110.000 nhá. 110.000, các bác có thể mua cả chiếc luôn để dùng dần. Hoặc là bác nào làm nhà hàng khách sạn hoặc nhà có nhân viên có người làm mà cần phải cho họ sử dụng thì các bác mua cái này cho em, vừa rẻ vừa tiện ích, vừa ngon lành và cái giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc đây. Đấy, chữ Hàn hết này. Đấy, được làm từ sợi than tre nhá, rất là tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây phơi nhá. Cái dây phơi này. Dây phơi này bao nhiêu nhỉ? 15.000 nhá. 15.000 một quận 5 m này. 5 m. Đấy, giá sẽ là 15k nhá. 15k và dài là 5 m nhá. Dài 5 m. Dài 5 m, giá sẽ là 15.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dây bằng sợi cước nha, và nó có các cái quãng như này. Đấy, nó sẽ có các cái quãng như này các bác này. Và quãng này thì rất là tiện là các bác cứ treo quần áo vào là xong. Không sợ bay mất, không sợ bị trôi, không sợ bị dồn nhá. Và rất là dai nhá, dây bằng cước, chống chịu nắng mưa rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. 15.000 cho một cái bộ dây phơi này thôi. Rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng rất thông dụng và hữu ích rồi. Các bác nên sử dụng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 15k thôi. Về nhà mình dùng dài 5 m là mình cứ đeo qua sân hoặc là trên trên trần, trên tầng là rất là ok luôn nhá. Đấy, trên tầng, trên trần rất ok luôn. 15k. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác dùng cái dây bình thường thì nó sẽ hay bị đứt này. Đấy, đây cái dây này các bác chỉ cần quặc vào như này cho em là xong. Đó, quặc vào. Đeo lên. Các loại quần áo các bác cứ đeo vào như này là xong. Không bị rơi này. Đấy, treo chăn, treo màn rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao lượn sóng này. Con này nó sẽ là dòng dao lượn sóng như này. Các bác có thể dùng để gọt hoa quả này, rất là bén luôn. Và dùng để mình thái củ quả, nấu xua hào, bắp cải rồi các loại rau củ quả, các bác dùng con dao này mình thái này thì nó sẽ tạo hình hoa rất là đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 nhá. Đấy, hôm trước em nhầm giá. Giá của nó chỉ có 20k trong con dao lượn sóng như này thôi. 20.000 thôi nhá. 20.000 cho một chiếc dao lượn sóng như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn nhá, 20k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đó nhá. Đấy, cái đèn thờ đây. Thì đây nó sẽ là một cái mẫu đèn như này. Đấy. Cái này thì
nó không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em nhé. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đây, thì cái này các bác lên mã giúp cho em là đèn trụ nhé, đèn trụ. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đèn trụ này là bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho một đôi như này nhá. Bên em bán theo đôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua về để mình trang trí bàn thờ này. Đấy. Lên cho em là đèn trụ nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90.000 cho một con đèn trụ một đôi như này. Đó. Đèn pin, cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ lại nhỏ nhá. Bên em bán là không kèm pin đâu, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Đó, đây em sẽ lắp thử cho các bác xem thôi. Đấy, lắp lên là nó sẽ lên màu này rất là đẹp các bác này. Đấy, lên màu này, tắt điện cho anh tí nào. Dập cầu dao tí. Đây. Dập cầu dao cơ mà. Dập cầu dao thôi. Cứ dập tí là được mà. Đây. Đấy, đây các bác này. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Rất đẹp các bác này. Đấy, đúng lúc luôn nhá. Đó, bên kia đang test đèn luôn. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây, rất là đẹp nhá. Các bác để trên bàn thờ này. Đấy, để trên bàn thờ thì rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái đèn gọi là nến đỏ như này. Đấy, cái này thì nó sẵn pin rồi. Cái nến đỏ này thì sẵn pin nhá. Đây em sẽ test cho bác xem đây. Đấy, con nến đỏ này tắt đi này. Đấy, bật lên này. Các bác thấy chưa? Đó. Còn đây nó sẽ là con đèn trụ này. Đấy, con đèn trụ này rất là đẹp luôn. Đó, thì con đèn trụ này nó cũng có công tắc đằng sau nhá. Đấy. Thì con này cũng không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Cái đèn trụ này là 90.000 à. Lên mã giúp cho em đó là đèn trụ nhá. Giá sẽ là 90k. Đèn trụ này 90k này. Đấy. Còn các con này thì các bác lên cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ này có sẵn pin rồi và nó sử dụng cái pin cúc áo nhỏ này thôi. Về nhà các bác ra hiệu sách mua là có nhá. Đấy, hết thì về ra hiệu sách mua, nhưng mà một đôi như này các bác dùng thì cũng dùng rất là lâu. Đó. Thì các bác lên cho em là nến đỏ. Nến đỏ này thì giá sẽ là 45.000 một cây. Đấy, lên cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ thì bên em bán theo cây. Đấy, 45k trên một cây nhá, trên một cây. Đó. Còn cái đèn trụ này thì là bán theo là 90k trên một đôi nhá. Đấy, 90.000 trên một đôi. Đấy, tức là 90.000 cho hai cây như này thì giá nó cũng vào 45.000 thôi. Nhưng mà cái này nó bằng pin con thỏ thì về nhà các bác tự mua pin. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu. Đó. Rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Giá chỉ có 25k thôi. Đầu tiên nó sẽ là một cái con nạo, một bên là nạo vỏ này và một bên là nạo sợi này. Đấy, tiếp theo là một cái con nạo này thì sẽ là nạo ngang như này và có cho các bác một cái đầu để các bác khoét những cái phần bị sâu và một cái đầu như này. Cái này, con này thì các bác dùng để mình gọi là nhổ lông gà lông vịt này, nhổ lông gà lông vịt rất là tiện này. Và ngoài ra để có cái phần dao này các bác dùng để gọt hoa quả này, hoặc là gọi là mình làm lòng gà lòng cá rất là ok nhá. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này mà bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị, cái giá đó là 25.000. Cái giá này thì các bác đi ra chợ cũng chỉ mua được một cái nạo đẻo thôi mà đã là 25-30.000 rồi. Thế mà đây combo 3 món như này, lên cho em là nạo 3 món nhá. Nạo 3 món giá sẽ là 25k. 25k cho cái bộ nạo 3 món như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy hút bụi nhá. Đấy, hút bụi ống nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đó. Có các cái đầu ống dẫn như này này, có cái đầu ống dẫn như này. Đấy, con này thì nó chạy bằng pin thì nó rất là tiện. Đấy, hút bụi ống chạy bằng pin. Đấy, hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Công suất của nó lên tới chạy bằng pin nhưng mà lên tới 120W thôi. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Đó. Một con điện thoại này nó không hút được qua này. Đấy, hút được cả một con điện thoại này là các bác biết rồi nhá. Đó, thì đây. Nó sẽ hút này. Đấy, hút rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Ở đây thì các bác có thể lắp cái đầu này vào này để mình hút này. Đấy, hút vệ sinh này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu nối dài nữa. Đấy, các cái đầu hút nối dài như này. Các bác lắp cái đầu ống nối dài này vào. Đấy, hoặc là lắp cái đầu này này, lắp cái đầu này vào mình hút này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có kèm cho các bác là cái dây sạc, còn về nhà các bác cắm cái cụ sạc điện thoại nhà mình. Công suất của nó 120W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260k, công suất 120W nhá, 120W. Lên cho em đó là hút bụi ống nhá. Hút bụi ống này. Hút bụi ống.
hút bụi ống, giá sẽ là 260k và con này chạy bằng pin nhá, 260.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn quạt nhá. Đấy, đèn quạt. Con này thì nó sẽ là cả đèn cả quạt luôn, cho nên bên em gọi nó là đèn quạt. Đấy, màu cam rất là đẹp luôn. Có dây sạc kèm luôn. Dây sạc này thì không cần về cắm củ sạc đâu, các bác cắm sạc trực tiếp cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có một tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, em bỏ ra là có ánh sáng là đèn đỏ này. Đấy, đèn đỏ như này nhá. Em che đi là cái đèn nó sẽ tối này, bỏ ra nó đỏ này. Đấy, tức là đang sạc nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Một con đèn này rất là sáng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái quạt này. Đấy, có cái quạt này các bác này. Đấy, ấn xuống này. Bác nghe tiếng gió chưa? Đấy. Quạt này. Quạt rất là mạnh luôn nhá. Đấy, quạt rất là mạnh luôn các bác theo. Đó. Giá thì bên shop gió ù thôi. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, cả đèn cả quạt luôn. Đấy, có thể xoay ra như này, rất là tiện này. Ngoài ra các bác có thể về thì nếu mà năng lượng mặt trời hết không sạc được, các bác lắp cho em 3 quả pin con thỏ nhỏ vào đây cũng được. Đó, rất là đa di năng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100k cho con đèn quạt thế này. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt, giá sẽ là 100k tròn nhá. Đó. Đèn quạt này. Đèn quạt, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá. 100k tròn. Rồi ok. Vâng, em Phạm Huấn lại quay trở lại, trân trọng gửi đến các bác các cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này trước em đang bán là 120 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 110.000 cho một con hồ lô tưới cây như này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đấy, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, đầu vòi bơm các thứ này, lọc liếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thì tiện nó sẽ như nào các bác nhá. Thứ nhất là bơm rất là nhẹ này, bơm rất là nhẹ này. Thứ hai là có van xả hơi này. Đấy, có van xả hơi các bác nhá. Đấy, có van xả hơi. Khi hơi đầy thì các bác có thể dùng cái con van xả này cho em này. Thứ ba là có cái phần lẫy khóa như này rất là tiện nhá. Lẫy khóa này rất là tiện các bác này. Đấy. Khi các bác tưới thì mình chỉ ấn cái lẫy này vào là nó sẽ tự bơm này và có điều chỉnh van nhá. Thì các bác có thể dùng để tưới cây cảnh này, rồi tưới lan, tưới cây này, rồi xịt rửa, rồi phun thuốc sâu rất là tốt luôn. Giá thì đợt này về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Lên tem đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 110.000 thôi. Hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây 110k nhá, 110.000 đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao Nhật chuyên Thái nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao chuyên Thái. Bộ dao này thì bộ dao 6 món chuyên Thái này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này, 3 dao, một giá đỡ và một cái liếc, một kéo này. Đấy. Đây. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này. Con giá đỡ rất là xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng nhựa meca nhá, nhựa meca. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ này. Đấy, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, mới tinh còn nguyên niêm phong nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay dắt dao như này này. Kèm cho các bác là một cái bộ dao cực kỳ là uy tín cho các bác luôn. Bộ này thì nó hàng của nó mỏng thôi nhá. Các bác chuyên dùng để thái cho em nhé. Con này không thể chặt được đâu. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là lên cho em là dao 6 món chuyên Thái này. Bộ dao này. Đấy, bộ dao 6 món này. 6 món chuyên Thái nhá. Chuyên Thái này. Đấy, thì sẽ bao gồm giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. 150.000 cho bộ dao không thể tin nổi luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con dao thái nhọn này. Đấy. Bỏ trong tờ giấy đây. Một con dao thái nhọn này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản nhỡ này. Đấy, một con dao thái bản nhỡ này. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản vừa này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được thôi chứ còn không thể chặt được nhá. Đây, test từng con một cho bác xem. Con này thì chiều dài khoảng 30cm các bác này. Đấy, dao thấy khủng khiếp chưa các bác ơi. Đấy, quá khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó, độ bén thì khỏi phải bàn đi. Đấy, độ bén khỏi phải bàn này. Japan các bác này. Đấy, tức là nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là sắc các bạn. Đấy, mỏng thôi nhưng rất là sắc luôn. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Đấy, thấy các bác thấy không? Đây. Kinh khủng không các bác? Thấy kinh khủng không? Đó, rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đó. Đây, tiếp theo thì nó sẽ là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhá. Băm nhẹ được chứ còn con này thì em không khuyến khích chặt.
đấy, tại vì nó rất là mỏng thôi. Đấy thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái liếc này. Khi nào các bác dùng đến cái liếc này thì mình dùng, tại vì là dao thì mình dùng nó rất là bén lâu. Đấy, một cái kéo rất là ngon này, cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này đều được hết nhá. Đấy, cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này, khui bia này, rất đẹp luôn, hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là 6 món này. Một dao, hai dao, ba dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ như này, combo cho các bác 6 món. Lên tem là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái, giá là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Lên cho em là nồi cơm mini. Đấy, đây nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, nhỏ gọn thôi. Dung tích của nó là 1,2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái phần Âu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 800ml thôi. Đấy, 800ml thì con này cũng chỉ dùng cho 2 người ăn thôi, dùng cho 2 người ăn thôi. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tiện ích nhá. Đấy, khi các bác nấu nướng thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy, có kèm cho các bác là một cái môi sới rất là mini này và một cáp điện này. Đấy, các bác đậy vào đây cho em. Sau đó thì mình nhấp cái nắp này vào này. Đấy, đậy vào. Đậy vào, nhấp cái nắp này vào. Rất là nhỏ gọn luôn. Hàng thương hiệu Chigo nhá. Công suất của nó đây. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 lít 2 là cả vỏ nhá. Đấy, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini. Đấy, giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Dung tích của nó là 1,2 lít. Đấy, cả vỏ nhá, 1,2 lít cả vỏ luôn. Đó, giá thì sẽ là 270.000, 1,2 lít cả vỏ, lưu ý giúp nhá. Đấy, đây, rất đẹp, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất đẹp, rất ngon lành cành đào nhá các bác nhá, rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về Minh ơi. Lấy cho dây điện vàng. Về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. 125.000 cho con bóng đèn 5 cánh này. Em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Đây, test trực tiếp điện cho các bác xem luôn. Hàng siêu sáng các bác, siêu sáng luôn. Đó, đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng chói, sáng chang luôn, sáng loè cả mắt luôn các bác nhá. Và có thể gấp lên như này. Con này công suất của nó là 100W, sử dụng điện của nó sẽ là 65.000K nhá. Đấy, tức là độ phân giải của LED là 65.000K. Thì nó rất là sáng luôn. Đó, rất sáng luôn các bác này. Các bác thấy chưa? Rất sáng luôn. Con này thì nó sẽ là 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn 5 cánh này sẽ là 125.000 nhá. 125.000, 5 cánh này. Hả? 120k nhá, 120k cho con 5 cánh như này. Có tiếp cho các bác là một con 8 cánh luôn. Đấy. Con này thì sẽ là một em 8 cánh này. Em 8 cánh này thì siêu sáng rồi. Con này sẽ là 200W nhá, 200W có thể gấp gọn được các bác này. Đấy. Em này sẽ là em 8 cánh cho các bác luôn. Đấy, 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, 200W, 8 cánh này. Con này thì gọi là độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác nhá. Quá khủng khiếp rồi. Đó các bác xem, bật lên này. Ấy, các bác thấy chưa? Đó, sáng trắng luôn các bác này. Đấy, 8 cánh luôn, có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Mang đi chiến công trình này, hoặc anh em dùng ở nhà này. Đấy, có cỗ có bàn tết nhất công việc thì các bác sử dụng con này cho em. Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và rất là đẹp này. Vừa là trang trí vừa là sử dụng trực tiếp luôn. Con 8 cánh này thì sẽ là 8 cánh nhá, lên cho em là 8 cánh này, 190k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bỏ cho anh cái 4 cánh mini. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục nguồn và một điều khiển như này. Đấy, thì đầu tiên các bác cắm cái cục nguồn này vào điện 220 cho em này, cắm cục nguồn này vào điện 220 này. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua nhá. Đấy, bóng đèn hoặc các cái thiết bị khác cần điều khiển qua. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là ok. Đấy, có thể điều khiển cách xa 1 cây số. Các bác dùng cho các cái dòng thiết bị như là bình nóng lạnh này, quạt điện này, rồi motor, máy bơm các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển trực tiếp. Điều khiển cắm trực tiếp này, điều khiển cắm này. Đấy, cắm trực tiếp bao nhiêu nhỉ? 270k và bao ship cho bác cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như này. Đây. Các bác này, đấy nó sẽ là một cái điều khiển như này. Cho nên mình cái mẫu ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, nằm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhà sản xuất thì xa khoảng 100m tới 1000m ha.
Và thực tế thì bà con mình dùng á thì nó rất là ok luôn các bạn nhá. Đây đây các bạn này. Tân sẽ ghép nối với cái tay remote nhỏ này và một tay remote đặc biệt nữa là bà con mình hay dùng đó là nhấp nháy ha. Sau đó chúng ta bấm lên tay remote. Bật tắt này các bạn này. Rồi nó nhấp nháy lại một lần nữa là nó đã ghép nối thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật tắt. Đấy, rất đơn giản các bạn nhá. Rất là đơn giản ha. Thao tác đơn giản lắm. Rồi. Đấy, con này thì giá sẽ là 270.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này. Một lọ nước hoa như này kèm cho các bác là các cái đầu tăm để nó tỏa hương này và một cái nơ như này, một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Rút cái bấc này ra cho em. Cái nắp này ra cho em, cắm cái bấc này vào. Đó, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đó. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây. Hotel các bác này, đấy, chuyên dùng nhà hàng khách sạn. Bảo sao các bác vào nhà hàng khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái chai nước hoa khách sạn như này là 30.000 thôi. Nước lên giờ là nước hoa khách sạn nhá. Giá sẽ là 30k trên một chai. Các bác có thể mua về vài chai mình dùng dần để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, toilet, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Và trong nhà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đặc biệt là mùa nồm ẩm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá, vật mũi đứng. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chân để đứng này, một cái cáp sạc này và một chiếc vật như này. Đấy, khi các bác bật lên này, bật cho em đẩy cái chế độ này lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên này. Đấy, và con muỗi nó bay vào nó sẽ chập này con này. Đấy, quánh điện còn giật mình luôn nhá. Con này mà các bác tránh xa tầm tay trẻ em cho em nhá. Trẻ em mà động vào là nó giật cho đơ người đấy các bác nhá. Nó giật rất là mạnh luôn, điện nó đẩy rất là mạnh các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, nó chập rất là mạnh luôn các bác này. Con này thì bên shop đang bỏ anh đi kiềng này. Cái bếp ga. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Đấy, 3 chức năng tất cả. Đầu tiên nó sẽ là một chức năng là bắt muỗi tự động thì các bác đẩy lên cho em. Đẩy lên cho em là bắt muỗi tự động thì các bác phải liên tục cắm sạc nhá. Thứ hai là bắt muỗi thông thường thì các bác chỉ cần là bật lên sau đó thì mình nhấp này thôi này. Đấy, nhấp này. Đấy, còn thứ ba là các bác có thể bật trực tiếp lên, vừa cắm vừa làm đèn ngủ được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, chuẩn bị vào mùa nồm ẩm này thì muỗi lại xuất hiện nhiều nhá. Thì các bác dùng con này thì em rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Đấy, vật muỗi đứng này. Vật mũi đứng giá sẽ là 130k nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm giúp cho các bác tiết kiệm trong gia đình đó là chắn bếp ga nhá. Chắn bếp ga thì con này nó phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay bếp của nhà mình, khi đun thì gió nó có tạt thì nó cũng giữ cho cái lượng ga của nó, các bác không bị tỏa ra ngoài nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn gió bếp ga này. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 cho một con chắn gió bếp ga như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây, sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga giúp cho chúng ta đun nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Được thiết kế chuyên biệt cho các dòng bếp ga từ 6 chân đổ xuống là có thể lắp được. Kiềng chắn gió có độ bền cao nhờ cấu tạo vững chắc bằng chất liệu thép, không gì chịu nhiệt, chịu lực lớn. Kiềng giúp tránh gió tạt làm mất nhiệt, hội tụ nhiệt tối đa vào phần đáy nồi, xoong, chảo, tăng hiệu quả sử dụng ngọn lửa của bếp, giảm thời gian đun nấu từ 20-30%. Do vậy sẽ tiết kiệm được lượng ga tiêu thụ thực tế. Đặc biệt khi sử dụng kiềng sẽ rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ, tránh trẻ chạm vào bếp lửa có thể gây bỏng. Hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Đấy, giá chỉ có 25.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm về sức khỏe, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Đây, của nó thì nó sẽ là germanium các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng hợp kim này, mạ vàng 18 carat này, có kèm cho các bác các cái hạt nam châm nhá. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, thì các bác dùng rất là tốt luôn. Thứ nhất là mang tính chất là trang trí này, thứ hai là các bác trang trí trang sức này, thứ hai là các bác dùng vừa là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, cái vòng nam châm điều hòa huyết áp này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là vòng vàng này. Đó. Vòng vàng này. Điều hòa huyết áp nhá. Điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k này. 40.000 nhá. Đấy, đợt này về chỉ còn 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Con này về nhà các bác tự bơm ga. Con này thì giá sẽ là 100 cành. Khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn sáng này các bác này. Bật lên có đèn sáng này, rất là tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, còn đồng hồ thì đã có pin chạy bình thường. Đây. Đấy các bác thấy không? Đang chạy này. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt như này. Con này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 328 đầu.
to nhỏ lớn bé mẹ con đều được hết nhá. Các bác chỉ cần đấu dây điện này hoặc là các cái dây cáp này các bác đấu, sau đó thì mình hơ lửa đi là xong. Đó, 50k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 15 cm, chiều cao thì khoảng 5 cm, 5-7 cm có nhá. Đấy đây. Con này thì các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp vào cổng USB nhá. Mặt của nó sẽ là mặt tráng gương rất là đẹp như này. Về nhà các bác bóc thêm cái lớp giấy bóng này ra này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000 cho một con đồng hồ led như này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng như trên hình như này các bác nhá. Rất đẹp. Thì các bác có thể dùng để mình thứ nhất là làm đèn ngủ này, xem giờ này, và con này nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ các thứ luôn. Rồi chức năng hẹn giờ các thứ đầy đủ nhá. Lên trên là đồng hồ led nhá. Đồng hồ led giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho con đồng hồ led như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít nhá. Máy vít đây. Đấy thì ở đây sẽ kèm cho các bác là hai đầu vít này. Đấy, hai đầu vít như này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, có sẵn cho các bác là hai đầu vít luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái máy như này. Đấy, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, bác theo, rất là ngon lành luôn nhá. Đó, 130.000 cho con máy vít như này, chạy bằng pin. Đấy, các bác có thể về dùng mình sửa chữa lặt vặt. Con này thì nó bằng máy bằng pin nên là nó công suất của nó vừa phải thôi, nó không quá là mạnh đâu. Lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50.000. Đây, nó sẽ là một con vòng trầm như này. Các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo bằng tay hoặc đeo vào cổ đều ok hết nhá. 108 hạt bằng gỗ trầm tự nhiên, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Con này đang bán là tiền triệu đấy, nhưng mà đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa với đáp, giá sẽ là 50k. Được, ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bác nào nhận hàng không kiểm tra thì đơn hàng có vấn đề gì xảy ra là bên em không chịu trách nhiệm đâu. Tại vì bên em bán hàng là rõ ràng là nhận hàng phải kiểm tra, còn nếu các bác không kiểm tra là lỗi của các bác. Đó, thì từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt gà. Thì em sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là của Đức và một mẫu là của Nhật nhá. Đấy, Japan các bác này, hàng nội địa của Nhật nhá, thép SK5 nhá, và mẫu này là hàng của Đức này, made in Germany này. Đó, thì hai con này thì độ sắc bén là như nhau, nó chỉ khác nhau là độ to và độ dày thôi. Đấy, chứ là con của Nhật này thì nó sẽ to hơn, dày hơn và chắc chắn hơn. Đấy, thì con của Nhật này thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 Japan này, đấy, thép SK5 nhá. Các chức năng của nó thì đều là như nhau này. Đấy, thứ nhất là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, thức ăn này, cắt nem này, rồi khui bia, mở nắp chai đều ok hết nhá. Đó. À, xin lỗi các bác, không khui bia, chỉ có mở nắp chai, kẹp cua ghẹ thôi nhá. Đấy, thì đây, nó sẽ là có cái phần lõm như này để các bác chuyên cắt gà này. Những con gà 5-7 cân, 3-4 cân các bác cắt thoải mái cho em. Đó, cắt gà này. Đấy, rồi các bác cắt cá, cắt nem này, có cái phần răng cưa này các bác dùng để đánh vảy cá này. Tiếp theo là có cái phần này để các bác kẹp cua, kẹp ghẹ này. Đấy. Con này thì hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này thì sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là kéo gà Nhật nhá, 130k này. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho bác cái con kéo gà Đức này. Con gà Đức này thì cũng cắt gà, cắt cá này, làm vảy cá này, kẹp cua ghẹ này. Con này thì sẽ là 100k tròn nhá, 90.000 này. Lên cho em là kéo gà Đức nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, đang bán 100, đợt này về cho bác giá 90.000. Đó. Để các bác lên cho em là kéo gà. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc nhanh iPhone nhé. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lên nhanh thôi. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này, một củ sạc và một dây như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của iPhone quả táo này, đấy, iPhone quả táo đây, Apple này, và iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc và một cáp sạc và một cái củ như này. Giá chỉ có 60 cành thôi, chuyên dùng cho điện thoại iPhone thôi các bác nhá, chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó, dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái dòng đó là cái củ sạc nhanh nhá. Các bác lên cho em là củ sạc nhanh. Đây thì nó sẽ là một cái củ sạc như này. Đấy, lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Thì đây nó sẽ bao gồm cho bác là hai chân Type C và hai chân sạc nhanh của USB nhá, và có dây dài khoảng từ 80 cm đến 1 m. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là cắm nguồn điện bình thường. Đấy, cắm nguồn điện bình thường, sau đó thì mình đấu dây vào cho em là xong. Đấy, cắm dây kết nối vào cho em là xong.
Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max nhá. iPhone 14 Pro Max. Công suất của nó thì nó cũng là dòng 20W thôi. Đấy, dòng phổ thông 20W nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng này. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80k trong cái củ sạc đa năng như này nhá. Tức là hai cái nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhá. Một cái là dây sạc nhanh iPhone 60.000, một cái là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc thì sẽ không có dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy. Con này dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, công suất của nó thì nó sẽ là 1500W này, 3 lít cả vỏ này. Đấy các bác nhá. Đấy 3 lít cả vỏ. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Các bác vừa là chức năng, vừa là đun sôi, vừa là giữ nhiệt được luôn. Đun sôi giữ nhiệt được luôn, cho nên bên em gọi nó sẽ là phích đun sôi nhá. Đấy. Thì các bác chỉ cần đặt lên cho em như này là xong này. Đấy. Đặt lên này là nó sẽ tự đóng ngắt này, tự đóng ngắt này. Đấy. Và nắp xoáy đây, các bác xoáy nắp này ra này. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. Con này thì cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và ngon lành luôn. Các bác chỉ cần xoáy vào như này cho em là xong. Đây nó có cái phần lẫy này, xoáy vào. Khi nào rót thì nhấp cái lẫy này cho em. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Hàng của thương hiệu Cuckoo nhá. Cuckoo của Hàn Quốc này, Korea nhá. Đấy. Đây, giữ nóng cho các bác 24 giờ luôn nhá. Đấy, vừa là phích đun sôi, vừa là giữ nhiệt luôn. Bình thường nếu các bác muốn giữ nhiệt liên tục thì các bác cứ để vào này cho em. Thì nó sẽ tự đun sôi, nó sẽ lại tự ngắt nhá. Và lúc nào cần thì nó lại tiếp tục đun nhá. Còn lại nếu mà các bác không muốn đẩy vào trực tiếp thì khi nào có khách có khứa cần thì các bác đặt vào cho em. Đó đây. Hàng của nó thì của thương hiệu Cuckoo này. 1500W điện 220V, giá sẽ là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá. Phích đun sôi này. Phích đun sôi, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy trà gót chân nhá. Giá sẽ là 100 cành tròn cho con máy trà gót chân như này, 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm một máy, một cáp sạc và một viên đá. Đấy, một viên đá mài. Con này mài rất là ngon luôn này. Các bác có thể dùng để mài tay này. Đấy, các bác trông nhà mài này. Đấy. Các cái phần tay của các bác bị da khô nứt nẻ này, gót chân này. Đấy, rồi các cái phần bị da khô đây các bác này. Đấy thì mình đưa vào mình mài đi cho em. Đấy mình trà đi. Đấy mình trà đi. Sau đó thì bên em có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Các bác có thể dùng cái cao ngựa mình bôi vào cho em. Đó. Thì nó vừa giúp cho các bác là làm mềm da rồi tái tạo các cái phần da non rất là tốt luôn. Đấy. Máy trà gót chân thì sẽ là 100 và hộp cao ngựa này thì sẽ là 30.000 nhá. Đấy 30.000 cho một hộp cao ngựa như này các bác. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cao ngựa. Khi các bác bôi vào thì nó sẽ giúp cho các bác là làm mềm này rồi là giúp cho các bác là da non, tái tạo da non rất là tốt luôn. Đấy, cao ngựa thì sẽ là 30k nhá. 30k cho một lọ cao ngựa như này. Còn máy trà gót chân này thì sẽ là 100k một chiếc nhá. 100.000 cho một chiếc máy trà gót chân như này. Kèm cho các bác là một cáp sạc và một cái viên đá và một máy như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ 4 cưa kéo như này nhá. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy thì sẽ là lấy cái chưa dán ấy. Thôi bỏ được. Thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái con kéo cắt cành này. Con này thì bên shop lên nó sẽ là kéo cành cam nhá. Đấy. Mã kéo cành cam này thì bên em đang bán lẻ sẽ là 70.000 cho một cái kéo cành cam như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Con này thì có kèm cho các bác một cái lò xo luôn. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan này, thép SK5 không gỉ nhá, thép SK5 không gỉ như này. Đó rất chất lượng cho bác luôn. Có kèm thêm cho các bác một cái lò xo như này nhá. Đấy, kèm thêm một lò xo. Thì con này sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 nhá. Lên cho em là kéo cành cam. Giá sẽ là 70k này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một cái cưa lách như này nhá, một con cưa lách như này, hàng made in Japan này. Đấy, con cưa lách như này thì giá sẽ là 50.000 cho con cưa lách như này nhá. Đấy, tiếp theo là con cưa gấp này. Con cưa gấp dài từ 25 đến 30 cm này, lô này về thì sẽ là lô 30 cm này. Đây các bác xem này. Chất cưa của nó này, uốn cong thoải mái luôn nhá. Đó. Thì con này sẽ là 70.000 nhá. À 50.000 nhá. Con này sẽ là 50.000 này. Đấy. Hàng của Fuku của Japan này. Đấy. Thì con này nó sẽ có các phần mở hình hạt bóng như này. Khi các bác cưa thì nó sẽ đọng các cái phần nhựa hoặc là mùn cưa vào đây thì cưa nó rất là nhẹ cưa nhá. Đấy và có thể gấp gọn này. Tiếp theo là đến một con kéo tỉa inox này. Đấy một con kéo tỉa inox như này. Đấy thì con kéo tỉa inox này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50.000 này, 50.000. Đấy, cái này 50.000 này, cái này 50.000 là 100 này. Cái này 50.000 nữa là 150 này. Cái này 70.000 nữa là 220 này. Mà hôm nay bên shop bán combo cho các bác cái giá cực kỳ là sốc nhiệt luôn các nhá.
rất sốc nhiệt cho các bác luôn. Combo cho các bác 4 món như này. Đấy, 4 món như này ngoài sức tưởng tượng luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho 4 món cưa kéo như này. 70.000 này. Còn cái này thì mỗi món là 50.000 nhá. Mỗi món 50.000. 70.000 là 220. Bán thanh lý cho các bác với giá đó sẽ là 4 món như này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 4 món cưa kéo này. Bộ 4 món cưa kéo nhá. Bộ 4 món này cưa kéo này. Đó, cưa kéo. Giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho combo bộ 4 món cưa kéo như này. Thanh lý xả lỗ cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức này. Hàng made in Germany cho các bác luôn. Đây, made in Germany này. Đấy, khóa bằng đồng Đức này. Chìa của nó thì sẽ có cho các bác là 4 chìa và nó sẽ là một cái dòng chìa. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng chìa gọi là chìa tròn nhá, chìa tròn. Chìa tròn như này thì rất là khó làm phôi để ăn trộm. Thứ hai là chống trộm, chống cắt rất là tốt nhá. Đấy, hai mặt này đều không thể đưa lưỡi cưa vào cắt được. Khi các bác đã đưa vào cửa khóa rồi là sẽ là không đưa lưỡi kéo cộng lực vào cắt được, cho nên là cực kỳ an toàn luôn. Đấy, và hàng này thì các bác sử dụng ngoài trời mưa nắng thoải mái cho em. Và sẽ có cho các bác là 4 chìa liền thì các bác có thể cất đi mình sử dụng dần. Mất chìa này mình dùng chìa khác, hoặc các bác có thể dùng khi mà nhà đông người thì mình chia ra cho mỗi người một chìa là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa đồng Đức nhá. Sẽ là 150 cành thôi, 130.000 thôi. Đấy, hàng về giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. 130.000 cho cái bộ khóa đồng Đức như này. Đấy. Hàng chất lượng 5 sao luôn các nhá. Đây, chất lượng 5 sao luôn. Made in Germany này. Đó. Lên cho em là khóa đồng Đức nhá. Giá sẽ là 130.000 này, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mã khăn tắm nhá. Đấy, lên cho em là khăn tắm này. À, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, thì combo cho các bác một chiếc khăn tắm như này. Hàng to, dài, đẹp. Đấy, chất bông của nó này. Hàng khá là to luôn, chùm hết cả màn hình luôn các bác nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 40 cành nhá. 40 cành, kích thước của nó sẽ là 40x70. Đấy, một mặt bông thô, một mặt bông mịn. Hàng rất là đẹp cho các bác luôn này. Đấy, hàng rất đẹp luôn. Các bác dùng để khi mình tắm giặt xong thì mình có thể mình vệ sinh này, lau. Mình tắm xong mình lau khô thì mình choàng hết cả vào người luôn. Kích thước của nó sẽ là cực kỳ là to khủng luôn các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 70x1m4 nhá, 70x1m4. Rất là to luôn và hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc như này. Đây, toàn bộ chữ Hàn hết này. Đấy, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Kích thước của nó sẽ là 70x140cm nhá. Hàng to khổng lồ luôn. Giá sẽ là 40.000 nhá. Bình thường các bác ra cửa hàng mà mua nhá, giá của nó cũng phải là đâu đó vào khoảng là 100-120.000 nhá. Đấy, mà mỗi khăn tắm to như này giá chỉ có 40.000 thôi. Giá này là giá thanh lý hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn rửa mặt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là khăn rửa mặt như này và bên shop bán theo combo. Đấy, bán theo combo tức là bán theo một dây như này sẽ là 60.000 cho một dây 10 chiếc này. Đấy, một dây này sẽ là 60.000 nhá, trên 10 cái này. Đấy, còn các bác 10 cái nhá, trên 10 cái, còn các bác mua lẻ thì em sẽ bán từ 3 cái trở lên nhá. 3 cái sẽ là 20.000 cho 3 cái này. Hàng nó sẽ là hàng. Đấy, chất bông thì nó cũng giống của cái khăn to. Đấy, và kích thước của nó sẽ là 30x50 nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn ngon lành. Đấy, thấm hút nước, thấm hút mồ hôi tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Đấy, một con khăn rửa mặt như này bán theo combo 3 chiếc sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá. 20.000 cho 3 chiếc khăn rửa mặt như này. Đấy, rất là tiện ích và phù hợp cho các bác sử dụng luôn. Đấy, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con robot lau nhà nhá. Đấy, robot lau nhà. Robot lau nhà này, con này thì nó sẽ là một con máy cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Đấy, thứ nhất là giá. Giá con này thì khỏi phải bàn rồi. Một con máy robot như này mà giá chỉ có 120.000 thì nói chung là cũng là giá yêu thương cho anh chị em rồi. Đấy, giá yêu thương cho anh chị em rồi nhá. Giá này thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen. Đấy. Và các bác vệ sinh ở đây cho em này. Đấy, vệ sinh thì mở đây ra vệ sinh nhá. Đây nhá. Hàng trắng bong sạch sẽ đẹp như này. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem để các bác thấy cái độ hút của nó khủng khiếp như nào nhá. Tháo cho em cái lẫy cản pin này ra này. Đấy, và các bác nhấp cái công tắc ở đây này. Nhấp công tắc star này là nó sẽ chạy nhá. Hàng trắng bong sạch sẽ. Bây giờ em sẽ test thử cho bác xem này. Đó, máy đang chạy này. Chạy trên thảm này, chạy nền đất, nền điếc ok hết nhá. Và nó sẽ chạm vào đâu thì nó sẽ tự nó quay đầu nhá. Đấy, đây. Ví dụ nó sẽ chạm vào là nó sẽ tự quay đầu này. Đây. Đấy. Chạm vào thì chạm, nó chạm vào vật thể thì nó sẽ tự quay đầu ra thì nó rất là tiện các bác nhá. Đó, và con này hút cực kỳ là sạch luôn. Đó. Đây, hút trên thảm, hút dưới đất, hút phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Đó, rồi.
Đây em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Đấy, em chỉ để có 30 giây thôi nhưng mà nó hút rất là khỏe luôn đây. Đấy. Đây. Đấy, các cái dòng bụi mịn siêu mịn này, bụi siêu mịn này. Đấy, vừa nãy em mở ra cho các bác là trắng bong sạch sẽ nhá. Mà đây nó đã hút bụi vào đầy như này là các bác biết rồi nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để mình hút bụi rất là tốt luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn các bác. 120.000 cho một con máy hút bụi thì các bác biết rồi. Đấy, khỏi phải bàn về giá rồi các bác nhá. Khỏi phải bàn về giá luôn. Đó, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, về nhà thì các bác rút cho em cái lẫy cản pin này ra là mình sử dụng thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi. Đấy. Không thể tin nổi luôn các nhá. Nên cho em là robot hút bụi nhá. Robot hút bụi này. Robot hút bụi nhá. Giá của nó sẽ là 120.000. Đó, robot. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 ship đó các bác nhá. Đó. Thì ship bây giờ thì bình quân chung là 30.000. Và từ 200 trở lên thì em đã bao ship rồi cho nên nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái chắn dầu mỡ nhá. Các bác lên cho em là chắn dầu mỡ. Cái này thì để khi các bác đun bếp mà các bác chiên rán xào nấu thì các bác lắp vào để mình chắn dầu mỡ cho em thì nó rất là tiện. Đấy thì khi mà mình rán đồ ấy các bác. Đấy khi mình rán đồ thì thường nó hay có dầu mỡ. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em là xong này. Đấy đặt này cho em là xong. Đấy thì khi nào các bác dùng đồ rán thì các bác mới cần. Còn lại là bình thường thì các bác không cần. Con này thì nó sẽ là bằng dạng như là giấy bạc cho nên là các bác dùng xong thì mình có thể là mình giặt, mình rửa đi sau đó thì mình gấp gọn vào. Còn khi nào các bác chiên rán thì các bác lại che đi như này cho em. Thì con này nó rất là tiện mà các bác dùng để mình chiên rán dầu mỡ thì rất là tiện luôn. Đấy. Nó có thể gấp gọn được hẳn như này các bác này. Đấy, gấp gọn là 10/1 này. Thì các bác có thể tự mình điều chỉnh để mình che chắn cho nó phù hợp nhé. Đấy. Thì đây, nó sẽ là một con như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cái miếng chắn dầu mỡ này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là miếng chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ này. Chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái miếng chắn dầu mỡ như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác dùng thì nó sẽ đặt vào như này cho em. Đó. Thì khi mà các bác rán xào nấu mà nó có dầu có mỡ thì các bác chắn vào này cho em. Đó, xong là dùng xong thì mình lại bỏ ra thôi. Đấy thì nó rất là tiện. Thì mình ví dụ như là các cái phần dầu mỡ mà mình dùng nó mình chiên rán nó bắn ra ngoài thì mình chỉ cần chùi đi là xong. Đó, nó sẽ dễ rất là dễ lau chùi và sạch sẽ. Đấy và rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ là bằng dạng là giấy bạc nhá. Để các bác chắn dầu mỡ nó rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Dùng để mình chắn nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25.000 đây. Đấy nó sẽ chắn như này các bác này. Thì khi mình nấu nướng thì dầu mỡ nó bắn ra các bác dùng nó rất là tiện. Nên cho em là chắn dầu mỡ giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái chai xịt chuột này. Đấy. Hàng này nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này. Đây. Made in Japan này. Đó, hàng của cái gì Tatsutamachi các bác này. Đấy. Đây. Đấy, Made in Japan nhá. Con này thì các bác lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Giá sẽ là 35.000 cho một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Có kèm cho các bác làm cái đầu vòi xịt như này, về nhà các bác xoáy cái nắp này bỏ ra, xoáy cái này vào cho em. Đấy, chỗ nào mà nhiều chuột thì các bác xịt vào cho em. Đường đi nối lại hoặc các cái khu vực nào mà chuột nó hay cắn này, hoặc là máy ô tô các thứ, các bác nào có ô tô mà ít đi mà hay bị chuột chày nó xâm nhập thì các bác dùng con này cho em. Đó, giá sẽ là 35.000. Ở Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái thành phố lớn này. Đấy, 35.000 cho một chai xịt chuột đuổi vĩnh viễn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay làm vườn này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình sử dụng mình làm vườn này. Đấy, làm vườn dọn dẹp vệ sinh rồi nói chung là nhặt cỏ vườn các thứ cũng rất là ok. Đấy thì nó sẽ là một cái găng tay
nó sẽ có một chiếc bên phải là có cái phần cào cỏ như này nhá, cào như này thì các bác có thể vừa cào xới đất và nhặt cỏ này, còn một chiếc bên này thì nó sẽ là bình thường như này và cái mặt này của nó bằng cao su nhá. Đấy, hàng này thì bên em thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái đôi gang tay làm vườn như này thôi, 30.000 một đôi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là gang tay làm vườn nhá, giá sẽ là 30.000 một đôi như này, các bác có thể dùng để mình cào đất nhặt cỏ các thứ rất là ok luôn. Lên cho em là gang tay làm vườn, giá sẽ là 30k cho một đôi gang tay làm vườn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy lồng giặt nhá, tẩy lồng giặt giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này, 25.000 cho một hộp như này thì đây nó sẽ là một cái dòng viên tẩy các, đấy nó sẽ là cái dòng viên như này. Thì về nhà các bác cứ cho trực tiếp vào lồng giặt, sau đó thì mình tẩy mình vệ sinh đi là xong. Đấy, nó rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái viên tẩy lồng giặt như này giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp như này thôi. 25.000 cho một hộp mà tổng của nó sẽ được là đi 10 viên nhá. Đấy 10 viên. Đấy lên cho em là tẩy lồng giặt này. Lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì cứ khoảng 1 tháng các bác cho vào một lần cho em. Và các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy nó vừa sạch sẽ vừa an toàn vừa tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp nhá. Cuối năm rồi thì các bác dùng cái chai xịt bếp này cho em. Đấy con này thì chuyên tẩy xịt bếp nhá. Giá sẽ là 45.000, 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là dòng là chiết xuất từ chanh tự nhiên rất là thơm này, từ chanh tự nhiên rất là thơm này. Đấy. Thì khi các bác xịt ra nó sẽ là một cái dạng bọt như này. Một dạng bọt như này thì các bác cứ để cho em từ 5 đến 10 phút, sau đó thì các bác lấy bàn chải các bác kỳ cọ đánh đi. Thì con này nó sẽ là chuyên tẩy dầu mỡ rất là tốt luôn, tẩy dầu mỡ các vết bám dầu mỡ này, bám lên các cái dòng như là bếp ga này rồi các cái máy hút mùi các thứ là các bác tẩy rất là sạch luôn. Bên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Đấy lên cho em là xịt bếp. Giá sẽ là xịt bếp này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một cái bình xịt bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác có thể mua về để mình tân trang nhà cửa này, dọn dẹp vệ sinh rồi dao dựa các bác dắt lên cho nó ok. Thứ nhất là sạch đẹp, sáng bóng, thứ hai là sạch sẽ vệ sinh nhá. Đây. Chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 45cm. Đó và có 1 2 3 4 5 cái móc treo như này. Còn dao thì các bác dắt trực tiếp lên đây cho em. Lên cho em là thanh cài dao nhá. Giá thì sẽ 90.000. Có kèm ốc ác hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Có kèm sẵn ốc luôn. Đấy. Có kèm sẵn ốc ác hẳn hoi như này thì về các bác sử dụng rất là đơn giản thôi, có ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc là bắt vít vào cho em là xong. Đấy. Khoan bắt vít vào cho em. Một là bắt lên cổng lên cửa, hai là các bác bắt lên tường, bắt lên tường. Đấy, có cả ốc sẵn cho các bác luôn. 90.000. Tiếp theo thì mùa chuẩn bị sang mùa mưa thấm rột rồi thì các bác dùng cái keo tôn này cho em. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10 bản của nó sẽ là 10 sen và giá thì sẽ là 40k nhá. 10 sen và dài khoảng 5 mét thì các bác bóc ra các bác dán lên cho em các cái phần tôn mà bị thấm rột nhá. Đấy, bên trên này của nó sẽ là một lớp giấy bạc này, giấy bạc chống nóng này, và bên dưới này của nó sẽ là một cái lớp cao su non thì các bác dán lên các cái vết nứt rất là ok luôn. Đấy, keo tôn nhá. Tiếp theo thì ngoài keo tôn thì bên shop cũng có một cái dòng keo chống thấm, đó là cái keo chai xịt chống thấm này. Đấy thì cái này khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên sau đó thì các bác xịt trực tiếp lên các cái vết nứt như này các bác này. Đấy, xịt trực tiếp lên vết nứt như này. Đó, xịt trực tiếp lên này cho em. Đó thì nó sẽ là các cái phân tử nano như này. Khi xịt vào thì nó sẽ lấp đầy các cái lỗ trống như này nhá, lấp đầy các lỗ trống như này và nó sẽ đông cứng lại thì nước nó sẽ không thấm rột vào cái lỗ cứng này được. Đó, lỗ trống này được. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là xịt chống thấm nhá, bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá, xịt chống thấm này. Xịt chống thấm giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. 450ml các bác nhá, xịt chống thấm này. Đấy. Thì đây, khi các bác xịt thì nó sẽ là phủ hết các cái phần khe hở như này và nó sẽ chống thấm rột rất là tốt luôn nhá. Đó, chống thấm rột rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gang tay thức ăn này. Đây. Đấy, gang tay thức ăn như này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình chế biến thực phẩm thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất là nhỏ gọn tiện ích nhá. Nhỏ gọn tiện ích và hàng rất là dai thì các bác có thể dùng để mình gọi là dùng đa di năng được luôn. Đấy, thứ nhất là làm thực phẩm, làm thức ăn này. Đấy, chế biến đồ ăn này. Đấy. Chất liệu của nó là giấy bóng lụa nhá, siêu mềm và siêu dai luôn. Đấy.
siêu mềm siêu dai. Khi mà các bác đeo vào là nó như thật luôn, nó như thật luôn thì mình dùng nó rất là tiện ích. Đấy, kể cả em cầm bút em viết cũng rất là ok này. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k trên một hộp này, số lượng từ 80 đến 100 cái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp hũ đựng gia vị này, giá sẽ là 15.000 trong cái hũ như này bằng thủy tinh nhá. Đấy, khi các bác về thì các bác lật ngửa cái phần này lên cho em, nó sẽ có cho các bác một cái nắp đậy như này. Đấy, một cái nắp như này các bác này, đấy cái nắp đây, và có thêm cho các bác một cái xìa luôn đó, một cái nắp như này. Con này ưu điểm của nó thì nó sẽ có sẵn cái xìa này luôn, các bác chỉ cần đậy cái xìa này mà thôi. Đấy, và khi mình xúc thì mình lấy đây này cho là xong đó, nó rất là tiện. Đây, khi đậy vào thì ấn này xong, kín đáo sạch sẽ, không lo ruồi muỗi kiến gián này. Đấy, con này thì giá chỉ có 15k thôi mà chất liệu của nó thì lại bằng thủy tinh cho nên là rất là sạch sẽ, giá sẽ là 15k nhé. Bên mãi giúp cho em đó là hũ gia vị nhá, hũ gia vị 15k cho một cái hũ gia vị như này, 15.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bình như này thì các bác chuyên dùng để mình đựng nước rất là ok. Đấy, inox 316 này, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích 1 lít này. Ưu điểm của con này thì rất là tiện này, các bác chỉ cần mở nắp như này ra cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Thì các bác có thể uống trực tiếp này, hoặc là ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi hút tự động như này, thì các bác lắp một cái đầu này là một cái đầu vòi mềm này thì các bác lắp vào cho em, sau đó thì mình để xuống dưới đít này, để xuống dưới đít nhá. Và một cái đầu vòi cứng này thì các bác lắp vào, sau đó thì mình để lên trên này. Đấy, nó sẽ là đầu mềm này để dưới này. Thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em là xong. Inox 316 này, sáng bóng đẹp này, giữ sạch sẽ này các bác này. Đấy, có quai đeo này các bác này, có quai đeo này, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì cần mở cái nắp này ra là các bác mút trực tiếp vào cái đầu vòi này luôn. Đấy, hoặc có thể không dùng, không thích dùng cái nắp này thì các bác uống ở đây, uống cái đầu này hoặc mút ở đây. Đấy, đậy nắp lại này, ấn gioăng vào này, rất sạch sẽ luôn. Các bác có thể mua để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, thể dục thể thao đều ok hết nhá. Theo một cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ thì trong cái nước đóng chai là có sẵn vi nhựa, cho nên là các bác không nên dùng cái nước đóng chai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là bình voi nhá. Đấy, bình voi giá sẽ là 160k nhá. Đấy, dung tích của nó thì khoảng 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. 1 lít 2, 1 lít 3, hàng khá là to luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi vuông nhá. Con này thì sẽ là 190.000. Đấy. 180.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn đằng trước như này. Đấy, đằng trước có 1 2 ngăn này, đằng sau một ngăn là 3 này và một ngăn to là 4 này. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, có màu xanh và màu xám nhá. Đấy, có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. 180.000, bên trong có 2 ngăn nữa, một ngăn khóa và một ngăn phụ. Có màu xanh và màu xám như này nhá, màu xanh màu xám đen như này. Đấy, gọi là màu xanh và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Về nhà các bác cứ chuẩn bị bật lửa ở đây đốt thoải mái cho em. Đốt vô tư, đốt thoải mái, không phải lan tan. Đấy, tại vì con này thì bên shop bao cho các bác là 100% là da bò tự nhiên cho nên là các bác không phải nghĩ nhá. Đấy, 100% là chất liệu của nó là da bò tự nhiên cho nên là dùng nó rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất là ngon lành cho các bác luôn. 100% là da bò tự nhiên như này. Đó. Về nhà các bác có thể lấy máy lửa đốt vào đây, đừng đốt vào cái chỗ phần chỉ, phần khóa này là được. Đấy, khóa bằng đồng các bác này, khóa bằng đồng rất là ngon luôn. Có quai đeo và sách đồng hành, chiều cao 25, chiều rộng 20. 180.000 cho một cái túi da bò như này nhá. Tên cho em là túi vuông, 180.000. Đó, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái điện thoại 4 sim này. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại rất là chất lượng như này. Đấy, 4 sim cho các bác sử dụng luôn. Về nhà thì các bác bóc cái màng ra cho nó, sau đó thì lắp sim vào cho em. Sim thì ở dưới đít này nhá. Đấy, 4 khai sim luôn. Giá sẽ là 450.000. 450.000 trong con điện thoại 4 sim như này. Rất tiện ích nhá. Con này thì có cả đèn pin này. Các bác ấn này lên cho em là một con đèn pin rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể dùng để đi ban đêm nhá. Là một con đèn pin chứ không phải đèn LED đâu. Có máy chụp ảnh các thứ đàng hoàng. 450k trong con điện thoại 4 sim như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng làm sao mà để ý cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh cái việc là hàng gửi đến thì các bác tỏ tí tia các bác nhá. Đấy, thì bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì cứ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng cho em 30.000 để ship nữa. Đó, giá thì hàng thì rất là nhiều, mẫu mã các mặt hàng và rất là nhiều video em lên hàng ngày. Hàng ngày hàng giờ đều có video lên, các bác chỉ cần gõ là shop Phạm Muốn Hàng Nhật Bãi là sẽ ra. Đó, thì hàng Nhật, hàng Thái, hàng Đức đều có cả nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu đầu clear của thằng
thương hiệu Clear, và hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhé. Đấy, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan. Đó, con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua bây giờ thì nó vào khoảng là 150 đến 200, 150 đến 200 nhá. Đấy, nhưng mà riêng hôm nay bên shop bán cho bác giá chỉ có 90.000 cho một lọ dầu của đầu Clear này thôi. Dung tích của nó sẽ là vào khoảng 450ml các bác nhá. Đây, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan các bác này, Bangkok, Thái Lan. Đó, đây các bác xem rất rõ luôn nhá. Unilever nhá, Unilever, hàng có thương hiệu nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu của đầu Clear như này, và có cho các bác là màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, dung tích của nó thì gần nửa lít nhá, gần nửa lít. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, một cái lọ này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào 100ml. Dòng này thì các bác chuyên dùng để mình chuyên trị đau mỏi xương khớp này, đốt sống lưng, đốt sống cổ và vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy. Hàng thì 100% là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc thì các bác bôi vào thì nó chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy nhá. Có cái này để các bác massage trước khi mình bôi này, rất là tiện luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. 40.000 nhá. Đấy. Hàng này thì các bác chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đấy, các bác chuyên đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi lau bàn bếp nhá. Đấy. Giá thì siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 40 cành thôi. Không thể tin nổi luôn nhá. Đấy. Chỉ có 40 cành cho một con chổi lau bàn bếp này thôi. Đấy. Về nhà các bác bóc cái này cho em này, bóc cái này ra này. Đấy, sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào cho em này, đẩy cái lẫy này vào. Đấy, coi như là để mình lắp cái chổi này vào đây. Lắp cái phần mút này vào đây. Đấy. Và các bác dùng để mình lau bàn bếp, lau cửa kính các thứ đều được cả nhá. Khi mình vắt thì mình giặt thì mình chỉ cần kéo này cho em là xong. Rất tiện luôn, không cần phải động tay động chân. Đấy, mình kéo như này là nó sẽ tự vắt này, còn mình đẩy ra là nó sẽ dùng để mình lau chùi giặt rũ này. Và con này nó cũng có thể xoay đảo như này thì rất là tiện luôn nhá. Nói chung là con này thì dùng là rất là xịn rồi. Mà giá thì chỉ có 40k thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một con chổi lau bàn bếp như này. Đấy. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Chất liệu của nó thì thép gió phủ titan. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thép gió phủ titan như này. Đấy, kích thước của nó thì nó sẽ là 416, 420 và 432 nhá. 416, 420, 432. Đấy, có 3 mũi khoan tháp này và 3 mũi tazogen. Đấy, 3 mũi khoan kèm tazogen luôn nhá. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn thì rất là tiện. Đấy, và bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Tươi. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k. Đó. Mũi khoan đỏ này. Giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k nhá. 110k. Đó, cho hộp mũi khoan đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu nhá. Đấy, thì hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này. Thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi luôn, 5 mũi như này nhá. 5 mũi. Đấy, 5 mũi khoan tháp như này. Chất liệu của nó cũng là thép gió phủ titan và có kèm cho các bác thêm một cây lấy dấu như này nữa. Kèm một cây lấy dấu như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác chỉ cần là dập này là sẽ có dấu này. Đây, dấu rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy. Các bác chỉ cần ấn lên cho em là có dấu này. Đấy. Thì cây này các bác chuyên dùng để lấy dấu nhá. Một cây lấy dấu bằng đồng này. Kèm thêm cho các bác là 5 cây mũi khoan tháp như này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, kèm cho các bác là 5 cây mũi khoan tháp như này. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái hộp mũi khoan tháp như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Hộp khoan tháp nhôm này. Hộp khoan tháp nhôm nhá. Đấy. Hộp khoan tháp cái này nó sẽ là hộp nhôm nhá, hộp khoan tháp nhôm. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp nhôm này. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 trong cái hộp như này. Thì bên em có 2 mẫu nhá. Hộp này thì nó sẽ là mũi khoan tháp đỏ này và hộp này là mũi khoan tháp nhôm này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dòng búa. Đấy, bên shop mới về cho các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Con này thì cân nặng của nó khoảng 3 lạng và
chiều dài của nó thì vào khoảng là 25 cm, và giá thì sẽ là, các bác lên cho em là búa A1 nhá, A1 nhỏ giá sẽ là 80.000. Cầm anh cái búa lùn ra đây, A1 nhỏ 80k nhá, 80k cho cái A1 nhỏ như này. Đấy, tiếp theo là sẽ có con A2 to nhá, A2 to. Đấy, con này sẽ là con A2 to, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều dài khoảng 30 cm nhá, lên cho em là A2 to này, khoảng 30 cm nhá. Và con này sẽ là 130.000 nhá, 130k. Đó, chiều dài khoảng 30 cm. Và búa thì nặng vào khoảng là 6-7 lạng, khoảng 6-7 lạng. Cán của nó thì đều là dòng cán của nó thì đều là dòng cán cán bằng thép nha, và có bọc nhựa nha, cán thép có bọc nhựa. Hàng thì có thương hiệu Asahi của Nhật này, Asahi, hàng Nhật thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, mới 100% luôn. Tiếp theo thì em có cái búa lùn hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu của Nhật luôn. Đó, cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc bọc cao su non như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là búa lùn nhá. Con này em đang bán là 90.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 65k cho một con búa lùn như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là búa lùn nhá, giá sẽ là 65k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là búa lùn này. Các bác lên cho em là búa lùn, giá sẽ là 65k nhá. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, cân nặng thì khoảng 2 lạng rưỡi, và búa thì được làm từ sợi cán thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc cao su non nhá. Dùng thì cực kỳ là đầm tay, chắc chắn và rất là tuyệt vời luôn. Con này các bác dùng để vừa đóng vừa nhổ đinh, vừa làm thợ làm nghề hoặc sử dụng lặt vặt trong gia đình đều ok. Giá thì chỉ có 65.000 thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn, 65.000 cho một con búa lùn như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ghế hơi nhá. Đấy, ghế hơi thì con ghế to này của nó thì nó sẽ là một chiều là 1m16 này. Đấy, một chiều là cao là 98 này. Đấy, cao 98 này, dài 1m16 và rộng là 83 nhá, là cái con to này. Còn con bé này thì là nó sẽ là 62 30. Đấy, thì về nhà các bác chỉ việc bơm lên cho em là mình dùng thôi, bơm lên thì nó sẽ đúng như trên hình như này, và giá sẽ là 350.000 nhá, 350k. Các bác có thể mua để mình nằm xem phim, nghe nhạc, thư giãn, lướt TikTok đều ok hết các bác nhá. Khi các bác bơm lên thì nó rất là to như này các bác này. Đấy, các bác có thể nằm để nghe nhạc này. Đấy. Đấy, nhảy nhún thoải mái luôn. Kể cả hai người tầm một tạ cũng, hoặc hơn một tạ cũng vẫn ngồi vào ok nha. Cái ghế này nó rất là cứng cáp luôn. Thì các bác chỉ cần bơm lên cho em như này là xong. Đấy. Bề mặt của nó sẽ là nhung mịn nhá, nhung lộn, nhung mịn rất là đẹp luôn. Và bên dưới của nó là cao su nhá. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc đây, 30 chiếc này, hàng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì nó bán trong các hệ thống siêu thị thì nó đang bán cho các bác cái giá đó là 36.000 Việt Nam đồng nhá. Đây, 36.000 Việt Nam đồng này, hàng Korea của Hàn Quốc này, đấy nhá, Korea các bác nhá, đó, Korea Hàn Quốc, và nó bán cho các bác với giá là 36.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà riêng hôm nay thì chương trình tri ân cho khách hàng, bên shop bán cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, đây, được làm từ sợi than tre này, giá rất là mềm, hạt rẻ cho các bác nhá, đủ màu sắc luôn. Các bác có thể mua cả hộp như này để mình dùng dần này, hoặc là nhà có khách khứa tết chất thì các bác bỏ ra cho mỗi người một chiếc, rất là ngon, sạch đẹp và lịch sự nhá. Đấy, 4 cái là sẽ là bằng 20k này, 10 cái là sẽ là bằng 40k này. Đấy, và mua cả hộp này cho em đi, cả hộp là 30 chiếc nhá, 30 cái thì sẽ là bằng 110k nhá, 110.000 cho 30 chiếc như này, được làm từ sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn, bỏ trong cái rổ vuông. Sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn các bác dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông nhá. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Thứ nhất là giá này, lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi. 3 đôi các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi thì nó sẽ cứ là một chậu một rổ như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi, tức là 6 chi tiết đấy. 6 món nhá, 6 món như này. Đấy, gọi là 3 đôi. 3 đôi như này các bác nhá. Đấy. Thì đôi nhỏ nhất thì khoảng là 23 cm, và đôi to nhất thì khoảng 35 cm. Đấy, đôi to nhất của nó là đôi này, to nhất thì khoảng 35 cm như này nhá. Đấy, thì các bác có thể dùng nó rất là tiện ích luôn. Em thấy cái này thì tính ứng dụng của nó rất là cao luôn nhá. Thứ nhất là mình dùng để rửa rau này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Hàng của nó sẽ là hàng của Việt Nhật như này, thì các bác yên tâm mà sử dụng này. Đấy, ngoài ra thì nó là hàng, là một cái dòng nhựa siêu dẻo như này các bác này. Đây, các bác thấy không? Đây, nhựa siêu dẻo như này các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, bền vĩnh cửu cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông 90.000 cho 3 đôi như này. Đấy, 3 đôi như này tính ra là vào các bác mua chỉ có mất 30.000 cho một bộ thôi. 30.000 cho một bộ thôi, quá rẻ luôn các nhá. Đấy, 30.000
Đấy, còn tính ra là 6 món như vậy là tính đi là 65 90, 35 45 45 60 65 90 các bác nhá. Đó thì mất chỉ có 15.000 cho một món như này thôi. Đấy, mà hàng thì hàng là hàng Việt Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về các mã hàng. Em lại lên video trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ giới thiệu nhanh tại vì các cái mã hàng này thì bên em cũng vẫn đang bán thường xuyên rồi, cho nên là em sẽ giới thiệu cơ bản là nhanh thôi để cho các bác nắm được nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện xanh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, lên cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là 55k. Đó, trước tiên là giá là 55.000. Tiếp theo đó là con này thì nó sẽ có cho bác là 6 ổ cắm này, 3 chân USB này. Dây thì nó sẽ dài cho các bác tầm khoảng là trên 1 mét nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Đây em sẽ cắm trực tiếp cho bác xem. Dây thì nó sẽ dài và tầm khoảng 1 mét đi. Đó, đây có đèn báo đây các bạn, đèn báo sáng này, tắt đi này. Đấy, có đèn báo sáng cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì con này của nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đây, bật lên có đèn đỏ này, 3 chân USB nhá. Đó. Con này thì sẽ là 55.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây sạc này. Thì đầu tiên nó sẽ là con sạc béo này. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con sạc béo như này. Chiều dài của nó thì từ khoảng 90 đến 1 mét và nó sẽ có 3 chân sạc như này nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể mua cùng cái ổ xanh này mình dùng để mình sạc luôn này. Đấy, cắm sạc hoặc chạy các cái thiết bị rất là ok này. Đấy. Và con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo ở đầu này nhá. Có đèn báo ở đầu đấy các bác này. Đấy, có đèn báo ở đầu như này. Và con này thì giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy. Còn tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con sạc gầy này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000. Đấy thì con sạc gầy này của nó thì nó sẽ là sợi dù. Còn con sạc béo này thì nó sẽ là thuộc cái dạng là sợi cao su non nhá, thuộc dạng cao su non. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy, hai mẫu như này các bác này. Đấy. Và chiều dài của nó thì nó tương đương nhau vào khoảng từ 90 cm đến 1 mét nhá. Đấy, từ 90 cm đến 1 mét. Thì các bác con này lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này sẽ là 50k nhá. Đấy. Con sạc béo này là 50k này. Đó, 50k. Đó, con này sẽ là 50k. Còn con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con sạc gầy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày này. Đấy, cái giấy lau giày này thì một bịch này của nó thì được khoảng tầm là 30 cái nhá, tầm khoảng 30 cái. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lướt qua nhanh thôi. Đấy, đây. Lướt qua nhanh thì các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này và bên shop bán là 50.000 ba bịch nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái dép của em nó đang bẩn như này này, đấy đang bẩn này. Các bác đưa vào các bác tẩy đi này. Đấy, đưa vào tẩy đi. Cầm cho anh cái giá đây nào. Đấy. Các bác đưa vào các bác đánh đi cho em. Đó. Đánh đi cho em như này. Đó. Trực quan sinh động luôn các bác nhá. Đấy, trực quan sinh động luôn. Đấy, thì nói chung là nó sẽ không được sạch như mới nhưng mà nó cũng phải tới 80-90% các bác nhá. Đấy, nôm na là như vậy chứ còn các bác khi mà đã đi nó đã bẩn vào rồi thì khó có thể mà là sạch như mới được. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi các cái chất tẩy thì nó sẽ giúp cho các bác tẩy sạch luôn. Đấy, mùi thì lại rất là thơm và dễ chịu nhá. Đấy thì các bác đưa vào các bác tẩy đi cho em. Nếu có thời gian thì các bác cứ để như này cho nó thấm vào một lúc tầm 3-5 phút. Sau đó đây các bác lau đi cho em. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó sẽ rất là khác biệt luôn nhá. Đây. Đấy bác thấy không này, rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, sạch. Rất sạch luôn. Đó thì đây. Đây nó sẽ là hai bên các bạn này. Đấy các bác thấy không? Đây, khác biệt hoàn toàn luôn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch nhá. Và sẽ là 50.000 ba bịch. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, sẽ là 20k trên một bịch như này và 50.000 cho ba bịch nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy. Có kèm sẵn pin rồi. Về nhà thì các bác chỉ việc là lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Và con này nó cũng có chức năng trừ bì luôn, lắp pin vào đây cho em. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50k. Các bác dùng trong nhà bếp các thứ thì rất là ok nhá. Lên cho em là cân 5, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái cân 5 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Nên cho em là chảo chiên ngập dầu thì đây nó sẽ là một con chảo kèm cho các bác một cái dàn để các bác để đồ ăn như này. Đấy thì các bác chiên rán nem rồi các cái loại thực phẩm đều ok hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật, đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy các bác này. Đấy, đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật. Có tráng đá chống dính nhá. Con này có tráng đá chống dính cho bác luôn.
thì các bác cứ cho ngập dầu vào đây, sau đó thì mình chiên nhé. Đường kính của nó là 20 cm. Con này thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu giá sẽ là 100k đó. Chảo chiên ngập dầu này, chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu giá của nó sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu này nhá, 100.000 đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Các bác mua về cho các em nó sử dụng trực tiếp luôn, nó rất là tiện. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là rất nhiều các cái thẻ, có tới cho các bác là hơn 200 chiếc luôn. Đấy, với các cái chủ đề, các cái câu hỏi khác nhau đó, các cái chủ đề, các ngôn ngữ khác nhau. Các bác bật cái phím nguồn này lên cho em này, bật phím nguồn này lên này. Đấy, bật phím nguồn này lên, sau đó thì các bác lắp thẻ vào là nó sử dụng thôi. Đấy, đây có to nhỏ hết các bác nhá. Đây, và có chân sạc đây, nó chạy bằng pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì con này nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Con này hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em. Đấy, có những cái con mà nó sẽ là để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Con này thì giá chỉ có 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này thôi, 90k nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn, tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em bé nhà mình luyện tập nhá, luyện tập rồi vừa vui chơi vừa giải trí luôn. Đây các bác này. Đấy. Xin chào đấy, các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy thì các bác bắt đầu bật lên cho em này, bật lên cho em, sau đó thì bắt đầu mình cho thẻ vào này. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 112 cái thẻ luôn. Đấy, tiếng Anh nhá, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đó, đây. Màu sắc này. Màu cam. Orange. Đấy, thì đầy đủ cho các bác tiếng Anh, tiếng Việt rồi các cái dòng ngôn ngữ và các cái chủ đề khác nhau để cho các bác cho các em nó thỏa sức vui chơi sáng tạo và lựa chọn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k thì con này rất là tiện và bổ ích để cho các bác, cho các em nó chơi tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Đấy, và nó cũng vẫn là một cái dòng đồ chơi công nghệ rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này, giá sẽ là 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đó. Cái này để đứng nó lên Minh, để xong là lại đổ đồ vào rồi nó vỡ. Cái đấy. Ừ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác tiếp tục cái dòng đũa Nhật nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên cho em là đũa Nhật, giá của nó thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Một vỉ của nó thì 10 đôi như này. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, 200 độ C này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Chống vi khuẩn, chống nấm mốc này. Con này các bác dùng thì dùng cho em từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn, không lo hề hấn gì các bác nhá. Đây, kháng khuẩn lên tới 99%, chịu được nhiệt độ là 200 độ C, được làm từ sợi thủy tinh. Lên cho em là đũa Nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một bịch đũa Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đấy thì đây nó sẽ là một cái con cam, nó là một cái đèn thôi. Nó là một cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà nó sẽ là giả cam. Đấy thì nó rất là tiện đây. Đấy, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác có sẵn đầu đấu rồi, các bác đấu lên cho em là xong. Đó, có sẵn đầu đấu rồi các bác nhé, các bác chỉ cần đấu lên cho em là xong. Đấy, con này thì nó hết pin rồi. Hết pin thì về nhà các bác chỉ cần để ra ngoài ánh sáng là pin nó sẽ lại lên thôi. Đấy, tại vì là cái này thì để lâu nó sẽ hết cái pin năng lượng các bác. Nó chạy bằng pin năng lượng mà. Đó, thì về nhà các bác để ra ngoài sáng cho em là ok, là nó sẽ lại có pin thôi. Đó. Đây các bác này, đấy, đấy nhá. Thì con này nó là dòng cảm biến các bạn, ban đêm thì nó sẽ lên và ban ngày thì nó sẽ tự tắt nhá. Đây, đây ví dụ như em che cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này các bạn này. Đấy, đây, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là cũng rất là sáng luôn, thì các bác có thể dùng thoải mái này. Đấy, đây các bạn thấy không, em che tấm pin này nó sẽ lên này. Đấy, tức là ban đêm là khi mà mặt trời nó không còn sáng nữa thì cái tấm pin này nó sẽ bị tối là nó sẽ lên. Còn ban ngày thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng để nó sạc pin. Thì nó rất là tiện này các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Con này thì giá chỉ có 100k thôi nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Thì các bác có thể mua về mình sử dụng.
vừa là làm một chiếc cam bình thường, vừa là để lấy ánh sáng luôn. Đó, đây về nhà các bác lắp đặt lên thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, lắp đặt lên đấy, nó là cảm biến, các bác có thể dùng điều khiển hoặc có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy, lên cho em là cam mô hình nhá, cam mô hình giá sẽ là cam mô hình này, giá sẽ là 100k nhé, 100k cho con cam mô hình như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bàn là hơi nước mini nhé, bàn là hơi nước mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là rất là nhỏ gọn luôn, thì các bác có thể dùng để mình gọi là quần áo này, mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhá. Đấy, và các bác tháo cái này ra để mình châm nước vào đây cho em, châm nước vào cái cán này, sau đó thì các bác lại lắp vào cho em. Đấy, và mình nhấp này, nước nó sẽ ra này. Đấy, con này sử dụng điện 220, mâm rất là dày luôn và nóng siêu nhanh luôn nhá, thì nó rất là tiện. Nói chung là dùng con này thì miễn chê luôn các bạn, miễn chê luôn. Đó, nóng nhanh, rất là ngon và nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 15-17cm và có thể gấp gọn này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini này, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho một em bàn là hơi nước mini như này. Thì con này khá là tuyệt vời và tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Đấy rồi, ok. Hello, chào các bác nha. Hôm nay thì Phạm Huấn sẽ lên thanh lý cho bác một số cái mã hàng bên em. Đấy, thì các cái mã thanh lý này thì về cơ bản là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới gửi hàng. Tại vì nó đã là hàng thanh lý, cái giá nó rất là tốt rồi. Cho nên là tránh cái việc là bom hàng, nên là các bác cứ chuyển khoản thì bên em đi đơn thôi, không chuyển khoản thôi các bác nhé. Đó. Đấy, thì cái số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên đó là cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu nồi cơm điện hàng của thương hiệu Sáp nhá. Con này thì đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi cơm mà đầy đủ như này. Bên em đang bán là 500. Đấy, 500. Con này thì một bác khách, bác ấy về, bác ấy đã nấu và nó bị lỗi cái mâm như này các bạn này. Đấy, nó bị không phải lỗi cái mâm mà con này là bác ấy về bác ấy nấu, nhưng mà nó con này là nó sẽ bị là gọi là nó nảy sớm, nhưng mà em về em sửa được rồi. Thì con này em đang bán là 500, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 350.000 nhá, 350.000. Hàng thì đã ok ngon lành nhá. Đấy, nó hơi bị cái lỗi là nó nảy sớm. Đấy, nó nảy sớm thì em về em đã khắc phục được rồi. Đấy, nó là bị lỗi nảy sớm thôi, em đã khắc phục được rồi nhá. Đấy, thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 350.000 nhá, 350.000, chưa bao phí ship và các bác phải chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mã nồi số 1 nhá, mã nồi số 1, 350.000. Đấy, thì em viết trực tiếp ở đây luôn, số 1 này 350k nhá, 350.000. Mã số 1 này là 350.000 nhá. Đấy, em đang bán là 500. Cái này thì nó đã qua nấu một lần rồi. Và cái bác khanh này, bác ấy nấu xong thì nó bị nảy sớm. Nảy sớm thì em nó khắc phục được rồi nhá. Và bán thanh lý cho bác cái giá là 350.000 các bạn. Đấy. Tiếp theo thì đến một con nồi cúc cu này. Đấy, để em làm nốt cái nồi Sáp đi, mở ra luôn. Đây nhá, con này nó sẽ là mã số 2 các bác nhá. Con này thì cái mâm của nó có vấn đề như này rồi này. Đấy, cái mâm nó có vấn đề như này rồi. Thực tế nào em giới thiệu lên các bác như thế. Thì con này các bác mua về thì các bác có thể mang ra thợ mình thay cái mâm này cho em là xong. Đấy, mình thay cái mâm này thì rất đơn giản thôi. Thay cái mâm này thì nó chắc là nó chỉ mất vài chục đến 100.000 thôi. Và con này thì bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Và không bao phí ship nhá, không bao phí ship. Giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000, không bao phí ship cho các bác luôn. Đó. Mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mã số 2 nhá. Mã số 2. Giá sẽ là 250k nhá. 250.000 và không bao phí ship nhá. Yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy. Con này thì nó lỗi ở cái mâm. Đây, nó lỗi ở cái mâm, thực tế cái mâm nó sẽ như này. Đấy, thực tế cái mâm nó sẽ như này các bác này. Đấy, thì nó lỗi ở cái mâm này. Con này thì về nhà các bác phải thay mâm nhá, thay mâm đi. Đó. Và giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con số 3 nhá, con số 3. Con này của nó thì con này của nó thì nó sẽ là bị cái lẫy này nó không ăn này. Đấy, thì các bác về các bác mang thợ các bác sửa nhá. Con này bên em đang bán là hàng còn mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này, chưa qua sử dụng nhá. Đấy, và nó chỉ bị lỗi ở cái lẫy thôi. Đấy, thì về nhà các bác khắc phục cho em cái lẫy là xong. Đó. Con này thì khắc phục cái lẫy thì các bác mang thợ sửa mất vài chục thôi. Em thì em cũng không có chuyên môn nên em ngại sửa, cho nên là em thanh lý cho các bác cho nó nhanh. Đó, thì các bác lên cho em mã này nó sẽ là mã số 3 nhá. Mã số 3 này, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là con số 3 này. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là con này em đang bán là 450, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 330.000 nhá, 330k.
330k cho một con mã số 3 như này. Hàng này thì của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đấy. Tiếp theo thì một cái con mã số 4 này. Con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất các bác nhá. Nhật xuất. Đấy, sử dụng điện 220V và của thương hiệu Casta này. Đấy, con này thì nó chỉ bị nứt mất một ít cái đít thì thôi. Đấy, còn hàng vẫn ngon, dày dẫn chắc chắn, nấu ngon bình thường các bác nhá. Đấy, dây dạ của nó rất là ngon luôn. Mầm miếc nồi rất là dày dẫn nhá, nồi ôm ngon. Đó. Và con này thì bên em cũng đang bán là 500, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá, 390k. Đó, 390k. Giá thì không bao gồm phí ship nhá. Mã số 4 nhá. Đấy, mã số 4. Đấy, 390.000 cho con nồi này. Đấy, 390.000 nhá. Đang bán là 500. Đấy, 500 thanh lý nốt cho bác với giá 390.000 thôi. Không bao gồm phí ship các bạn. Dây dạ các thứ đầy đủ luôn. Đó. Con này thì nó chỉ hơi bị một tí cái đít thì thôi này. Đấy thì không có hề hấn gì cả nhá. Không có hề hấn gì cả. Đó, hơi bị nứt tí cái đít thì thôi các bác. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, rất ngon lành nhá. Con này thì thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop còn 4 cái chảo gang này nữa này. Cái chảo gang này thì nó sẽ là bị mất quai, thì về nhà các bác chế cái quai vào cho em. Em đang bán là 100.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 trong cái chảo gang như này nhá. 40k trong cái chảo gang như này, đường kính là 13 cm, nặng khoảng 5-6 lạng, rất là nặng luôn. Đó, thì các bác có thể mua về để mình chế biến thực phẩm, thức ăn rất là ok. Và về nhà các bác tự chế cái quai vào đây cho em, tự chế cái quai vào đây nhá. Đấy, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái mã cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn như thế này. Đấy, con này đang bán là 30.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc cào xẻng làm vườn như này nhá. 15k. Đó. 15k cho một cái cào vườn như này. Đấy, các bác lên cho em là cào đất nhá. Cào đất thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 nhá. 15.000 cho một cái mã cào đất như này này. Đấy. Con này nhìn sao đây? Con này thì nó sẽ là một cái phích đun sôi nhá. Con này vẫn đun được cái gì? Hả? Một cái phích đun sôi như này các bác này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng vẫn đun ngon lành, nhưng mà khi vận chuyển nó bị móp như này này. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ này thôi. Thì em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Thanh lý nốt cho bác. Đấy, cái lỗi nó bị móp nhẹ này thôi. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá, 130k cho con phích đun sôi như này. Đấy, 130.000. Hàng thanh lý yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ như này thôi. Còn tất cả các thứ bên trong là vẫn nấu, vẫn đun, vẫn triển khai ngon lành các bạn. Đấy, nó chỉ bóp móp mất tí cái mép ngoài này thôi. Đấy, thì thanh lý nốt cho bác giá là 130.000 nhá. Đang bán là 180 đấy, thanh lý nốt cho bác 130.000. Đó. Tiếp theo thì đến cái con đây. Đấy, đó là cái con máy xay khô các bác này, máy xay khô. Đấy. Con này thì nó vẫn chạy bình thường nhưng mà nó bị vỡ mất cái nắp này các bạn. Đấy, nó bị vỡ mất cái nắp như này. Cái nắp này nó hơi bị vỡ mất cái mép này. Đấy, thì em đang bán là 120, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó, 50k cho một con máy xay khô như này. Đấy, giá thanh lý cực hạt rẻ luôn. Đấy, máy vẫn chạy bình thường nhá, máy mới tinh. Cái này là do vận chuyển nó bị vỡ này, nó ném nó vỡ thì là nó mất cái mép này đi. Thì vẫn cái lẫy này vẫn còn và các bác dùng bình thường. Đấy, khi các bác xay thì các bác chỉ cần giữ cái tay này cho em là xong này. Đấy, để tránh cái việc nó bị sập xuống thôi. Đó, và như này là con này vẫn dùng ngon lành. Giá thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho cái con máy xay khô như này. Giá thanh lý nốt cho các bác 50.000. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop có hai cái cân cân 10 nhá. Đấy, con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy. Đấy, em không biết là nó lỗi như nào thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này em đang bán là 160.000. Đấy, 160.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70.000 thôi. 70.000 cho một con cân như này. Đấy. Thì về nhà các bác có thể sửa sang cho em nó như nào. Đấy, nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác khắc phục cho em nhá. Đấy, lỗi số này này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 60k nhá. 60k một chiếc như này. Đấy, 60k một chiếc như này nhá. Đấy, thanh lý cho các bác cân 10 là 60k, em còn 2 cái, thanh lý nốt cho các bác. Đấy, còn 2 chiếc này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì con máy xay Osaka dòng có dây điện ra đây xem nào. Thế sao mà con máy xay Osaka như này các bác nhá. Đấy, con này thì không biết là nó dòng dây điện đây cho anh. Không biết là nó bị làm sao đây. Đấy, thì để em test xem nó làm sao để em thanh lý nốt cho các bác.
Con này thì có thể là máy vẫn đang chạy. Con này thì máy chạy bình thường nhá. Đấy, máy chạy bình thường em đang bán là 145.000, nhưng mà nó bị mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy, nó chỉ có bị mất cái gioăng ở đây thôi. Mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy thì về nhà các bác có thể mua hoặc là chế thêm cái gioăng này vào. Đấy thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con máy xay Osaka như này. Đấy, con này thanh lý nốt cho bác giá là 100k nhá, 100k. Nó chỉ bị mất cái gioăng ở đây thôi các bác nhá. Đó, máy chạy bình thường. Đấy thì đây, đây cũng là một cái con máy xay khô này, máy xay khô còn hai con nhá. Con này nó bị vỡ cái nắp như này nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường các bạn. Đấy, vỡ nắp thôi. Đây nó bị vỡ, nó vận chuyển nó vỡ cái nắp này các bạn này. Nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường nhá. Đây để em cắm test điện cho các bạn xem nào. Đấy, đây. Đấy, tức là vẫn xay bình thường các bạn nhá, vẫn xay bình thường. Đấy nó chỉ vỡ cái nắp này thôi, vỡ cái nắp này thôi các bạn nhá. Đấy nó chỉ bị vỡ mất cái nắp này thôi các bạn. Đấy thì cũng giống như con này thôi, hai con này để em test thử con này xem có phải nó bị. Đấy con này cũng chạy bình thường các bạn. Đấy. Thì thanh lý nốt cho bác mỗi con này 50.000 nhá. Mỗi con này 50.000 này. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen này. Đấy. Con này cũng vẫn lên bình thường. Đấy. Vẫn lên bình thường đấy các bác này. Không có hề hấn gì luôn. Đó, đèn bắt muỗi đen vẫn lên bình thường để em test xem nó còn có cái độ chập không nhá. Đấy con này thì nó vẫn lên đèn, còn không biết là cái tính năng chập để bắt muỗi của nó còn hoạt động không, nên em thử cho bác xem này. Đó. Con này như vậy là cái tính năng chập bắt muỗi của nó hỏng rồi. Bác nào sửa được thì em thanh lý nốt cho bác nha, em đang bán là 100.000. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30k nhá. 30k cho con đèn bắt muỗi đen như này. 30.000 cho bác nhá. Đó. Tiếp theo là một cái con bóng đèn 5 cánh này. Bóng đèn 5 cánh các bác này. Đấy. Con này thì nó hỏng mất rồi. Đấy nó hỏng mất rồi các bạn. Đấy con đèn 5 cánh này là nó không lên. Đấy. Nó không lên thì con này em thanh lý cho các bác với cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy con đèn 5 cánh này là 30.000. Không biết nó hỏng ở đâu, về nhà các bác tự sửa nhá. Đấy, 30k nhá. 30k cho con bóng đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì một cái con ấm trong ruột bị sao? Một cái con fix đun sôi nhá. Đấy, một con fix đun sôi như này. Con này thì cũng bình thường không nhá. Đấy, con này thì không hề có lỗi lầm gì, nhưng mà nó dạng như là nó cái vỏ nó kém, thì bên em cũng bán thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 140.000 nhá. Đấy 140k. Đấy. Tức là fix đun sôi thì em có hai mẫu. Mẫu này thì không bị bọt, mẫu này không bị bọt nhá. Thanh lý nốt cho bác với giá là 140.000. Còn mẫu này thì nó bọt nhẹ thì thanh lý nốt cho bác với giá là 130.000 nhá. Hai mẫu như nhau thôi. Đấy, con kia thì bị bọt, còn con này thì cái vỏ nó hơi kém thì là em thanh lý. Đó. Tiếp theo thì một cái mic karaoke nhá, mic karaoke. Con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì em cũng không biết. Con này em đang bán là 100, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá, 40.000 cho cái mic karaoke như này. Đấy lên cho em là mic karaoke nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên em còn mấy cái quạt cổ này. Đấy con này thì giá thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc nhá. Đây. Vẫn dùng bình thường này. Các bác mua về để mùa hè mình sử dụng nhá. Đấy. Vẫn chạy rất là mát luôn. Đấy. Chạy rất là mát luôn. Thanh lý nốt cho bác cái quạt cổ này sẽ là 20k nhá. 20k. Xả kho thanh lý nốt cho bác 20.000. Đấy, tiếp theo thì đến cái quạt cổ này thì em còn hai con nữa này. Đấy không biết con này thì còn chạy hay không thì em sẽ test sau. Đó, còn con kia thì vẫn chạy bình thường. Thanh lý 20.000. Đấy thì tiếp theo là đến cái bộ ấm mặt trời nhá. Hàng thì còn nguyên vẹn này. Riêng khi mà vận chuyển thì nó bị nứt mất cái này này. Đấy nứt mất cái này. Với lại vỡ mất cái khay này. Vỡ mất cái khay này thì em đang bán là 140. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có một nửa tiền thôi, 70.000 nhá. 70k. Đấy, lên xem là bộ ấm mặt trời 70.000. Thì bộ này vừa là nứt nó nứt hai cái khay luôn. Còn bộ này thì để em xem nó nứt cái gì. Bộ ấm mặt trời này thì em có hai bộ nhá, có hai bộ. Đấy. Bộ này thì
bộ này thì không có khay nhá, nó không có cái khay kia, còn cái khay này thì còn nhá. Đấy, nó bị mất cái khay kia. Thanh lý nốt cho bác, bộ này giá sẽ là 80.000 nhá. Bộ này sẽ là 80.000, một bộ 70.000, một bộ 80.000. Tiếp theo là cái con robot hút bụi này. Thì bên em có 3 con. Thì hàng này là không biết nó lỗi ở đâu như nào thì về nhà các bác tự sửa thôi. Thanh lý nốt cho bác, em đang bán 120.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một con robot hút bụi như này. Về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là em báo luôn là hàng bị lỗi rồi. Còn lỗi đâu như nào thì em không biết. Thanh lý 40.000. Đó là con robot này thì em có 3 con nhá. Con robot này thì em có 3 con. Đấy, cơ bản các mã như vậy rồi. Xin chào các bác. Hello, chào bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Bên em ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và ship code toàn quốc dưới 200.000. Vui lòng cộng cho em thêm 30.000, 20.000 ship được các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì các bác cứ dùng cho em là 1 tháng 1 viên là ok. Đó. Đa số là các bác dùng thì có thể là 1 tháng hoặc hơn 1 tháng thì các bác dùng cho em là một túi này là dùng 1 năm là ok. Các bác cứ thả cái viên này vào cái bồn cầu là nó sẽ nước nó sẽ ra màu xanh. Thì chức năng của nó thứ nhất là tẩy sạch. Đấy. Thứ nhất là tẩy sạch, thứ hai là diệt khuẩn và thứ ba là thơm nhá. Đấy. Thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch nhá. Thứ hai là diệt khuẩn này và thứ ba là thơm. Giá thì chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho một cái túi xả thả bồn cầu như này, lên cho em là túi thả bồn cầu 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy, bộ 6 hũ gia vị. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá như này và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ, một cái giá xoay như này và có kèm cho các bác là 6 hũ như này. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 6 cái hũ. 6 hũ như này thì rất là tiện. Các bác có thể là để mình đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại hạt. Các bác cho vào đây cho em. Đó, vào đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lỗ nhỏ này, lỗ to và lỗ to hẳn luôn. Ba loại lỗ này thì rất là tiện. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dẫn, bền bỉ và chắc chắn. Cái nắp của nó bằng inox như này và có thể xoay như này. Các bác cho vào cho em là rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 6 hũ gia vị này. 6 hũ gia vị, giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 thì cái bộ 6 hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác rồi, bỏ ra cái quyển sách. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao đen nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên theo là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, rất là sắc luôn. Kéo này thì chức năng là cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này, mở nắp chai này, khui bia này, rất là đa di năng luôn nhá và kéo rất là bén này. Tiếp theo là một cái liếc này. Cái liếc này thì để các bác mài dao, ngoài mài dao theo bộ này thì các bác có thể mài các loại dao khác đều ok. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là ba con dao. Thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái như này nhá, con dao thái như này. Con này thì con dao thái này thì cũng rất là sắc luôn các bác này. Đấy, rất sắc luôn các bác nhá. Đó, rất sắc luôn. Cán của nó thì là bằng cán nhựa thôi nhá, cán bằng cán nhựa thôi nhưng mà rất là chắc, sắc liền thân các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đó, cán nhựa như này. Đấy, tiếp theo nó sẽ là có là một con dao thái bản to này và một con dao chặt. Thì con chặt này thì nó dày vừa phải thôi, cho nên các bác dùng để băm chặt nhẹ nhàng thì được nhá, chứ còn không chặt được mạnh đâu. Đấy, không chặt được đồ gì đâu. Đấy. Và dao rất là bén luôn nhá, dao rất bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Đấy, và con này thì con chặt, con này các bác chặt nhẹ nhàng hoặc là chặt gà cũng được, chặt gà được nhưng mà gà nhỏ thôi, còn gà to là không chặt được đâu các nhá. Đấy, gà nhỏ thôi. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đó, thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao này, ba dao một kéo và một ba dao một kéo và một rũa như này. Đấy, lên trên là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000 nhá. Bộ dao đen này, lên trên là bộ dao đen, bộ dao đen giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đó, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt to đây. Đấy. Các bác lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì nó sẽ là dòng dao chặt 1 cân này, hàng made in Japan bác này. Đấy, made in Japan. Con này thì dao chặt 1 cân. Đấy, nặng là 1 cân. Con này thì các bác dùng để chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều được hết. Bản của nó dày khoảng 5 ly nhá. Đấy, cán liền và chốt 3 đinh như này. Đấy, phần lưỡi này thì dài khoảng là 25 cm và tổng thể chiều dài của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất là nặng luôn, nặng khoảng 1 kg nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân. Dao 1 kg, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 nhá, 230.000. Đó, lên cho em là dao 1 cân, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ
các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bộ lưỡi kem nhé. Đấy thì các bác mua về để mình cạo râu, vệ sinh mặt có nhá. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, 30 lưỡi như này, và kèm một bàn cạo và một lọ kem. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và 30 lưỡi như này nhá, 30 lưỡi như này. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Lưỡi của nó là lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Dùng thì cực kỳ là sắc bén luôn, sắc bén luôn. Các bác dùng để mình cạo râu, vệ sinh cạo râu và vệ sinh mặt. Đấy. Thì rất là ok, giá rất hợp lý thôi. Một cái bộ lưỡi kem như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 30.000 thôi nhá. 60.000. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bàn cạo một 30 lưỡi, một bàn cạo một hộp kem. Đấy, mà giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đấy, cả lưỡi cả kem luôn. Giá sẽ là 60k. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sách các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ màu như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Đây, đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là màu sáp, màu nước, màu bột, màu chì, rồi tẩy, rồi gọt bút, rồi đa di năng luôn. Đấy, lên cho em là bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt rất đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ màu vịt như này nhá. Đấy, màu bột này, màu sáp, màu nước, màu chì, tất cả các loại màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000, hàng nguyên trong cái hộp gỗ như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình, rất là ok. Lên cho em là màu vịt nhá. Đấy, màu vịt giá sẽ là 130k. 130.000 cho cái bộ màu vịt như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sợi thủy tinh 7 màu nhá. Đũa sợi thủy tinh 7 màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đợt này về cho bác giá tốt chỉ còn là 60.000 cho một cái vỉ đũa sợi thủy tinh 7 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu. Nó rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó là bao gồm là 5 đôi, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì rất là tốt luôn. Một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đấy, một hộp là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một vỉ như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy, đũa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu nhiệt độ cao. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một vỉ đũa 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa Nhật cao cấp đây. Lên cho em là đũa cô gái nhá. Đũa cô gái. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Đấy, cũng là được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Hàng đũa cô gái Nhật nhá. Giá sẽ là 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Đấy, thì một vỉ này của nó, một hộp này sẽ là bao gồm là 10 chiếc nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc như này. Hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ là 10 chiếc. Đấy, một hộp này là 10 chiếc và giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Các bác có thể mua để mình ăn hoa quả thì mình xiên vào nó rất là tiện để mình dùng ăn hoa quả nhá. Dùng ăn hoa quả rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả một hộp như này của nó là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 trong hộp 10 chiếc như này. Lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp bao gồm 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Quay lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi. Con này thì chức năng của nó là đuổi muỗi. Về nhà thì các bác xoáy cho em cả đèn cả tinh dầu vào. Đấy, tinh dầu các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, chức năng của nó giúp cho các bác là đuổi muỗi nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác một cái lọ tinh dầu như này. Các bác xoáy cái nắp trắng này vứt đi, sau đó thì xoáy vào đây cho em và bật công tắc lên. Đấy, dây của nó thì có thể là rút ra hoặc đưa vào được nhá. Đấy, một cái bộ đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu luôn nhá. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu. Và hết thì các bác có thể mua thêm tinh dầu, bên em có bán sẵn cho bác luôn. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn tinh dầu đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là đèn tinh dầu muỗi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen
Các bác lên mã giúp chị em đó là gen co nhiệt nhé, 50.000 cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 đầu này, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt 328 đầu, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác. Các bác có thể sử dụng trực tiếp đấy, đấu dây điện là sau đó thì mình luồn vào và mình đốt đi là nó sẽ sun vào, nó sẽ rất là chắc chắn và bền bỉ cho các bác nhé. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt nhé, giá của nó sẽ là 50k cho một hộp bao gồm 328 đầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái lấy dây tai đa năng nhé. Lên cho em là lấy dây tai đa năng thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 đầu luôn. Đấy, 6 đầu như này bằng inox 304 nhá, bao gồm cho các bác là 6 đầu lấy dây tai luôn. Rất là tiện, các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa xe mình sử dụng trực tiếp hoặc là để ở nhà. Đấy, rất là tiện. Lên cho em là lấy dây tai nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là lấy dây tai đa năng. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. 30.000 cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Rất tiện ích để các bác có thể sử dụng gọi là mình sử dụng trực tiếp khi mà mình mang đi hoặc là treo vào móc khóa, rất là tiện. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tay gọi cái này gọi là cái hít cửa nhé. Đấy, các bác đưa vào trong các cái cửa của mình, các cái tay nắm cửa của mình đó, và các bác khi mình đóng mở thì nó sẽ giảm chấn này, giảm chấn và nó sẽ hít vào, nếu có gạch men là nó sẽ hít vào như này các bác này. Đấy, có gạch men nó sẽ hít như này thì nó sẽ giữ cho cái cửa của mình nó luôn là giữ. Đấy, rất là tiện. Và lên mã giúp cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k nhé. Đấy, 15k cho một chiếc hít cửa như này. Có lên cho em là hít cửa này. Đó, hít cửa, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhé. 15k cho một cái hít cửa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo tỉa các bác này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox nhé. Con này sẽ là 50.000. 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện luôn. Đấy, tỉa rất là ngon các bác. Đấy, cắt tỉa rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác dùng tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 5 khay và nắp của nó là nắp nhựa nhá. Nắp của nó là nắp nhựa. Khay nào nắp đấy các bác, khay nào nắp đấy, rất là tiện luôn. Đó, đây. Hàng thì cũng tương đối là quân sinh để các bác có thể sử dụng đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Bộ của nó sẽ bao gồm là 5 khay như này, 1 2 3 4 5. 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đó. Khay nào thì nắp đấy luôn. Nắp của nó là nắp bằng nhựa như này. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong tủ lạnh các thứ rất là ok. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Giá của nó, khay inox siêu mỏng này, khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín để trong tủ lạnh hoặc để ngoài đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đó. Đây rồi các bác ơi, chuẩn bị đến Noel rồi các bác nhé. Chúc các bác một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân các bác nhé. Đó, nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện thì không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là 7,5m và một mẫu là 5m nhá, 7,5m và 5m. Dòng này ưu điểm của nó thì số to rõ ràng, thước bản to. Đấy, thước bản to, số to rõ ràng và rút ra nó sẽ tự hãm như này. Thước bản to và rất là cứng luôn nhá. Rất cứng thì các bác khi mà mình đo thì mình có thể đo vươn ra dài như này được thì nó sẽ rất là dễ sử dụng. Đấy, và các bác cứ bóp này nó sẽ vào này, bóp này nó vào này. Đấy. Đấy, gọi là thước rút tự hãm nhá. Lên cho em là thước rút tự hãm rất là tiện luôn. Đấy, các bác không cần phải quan tâm đến cái việc là phải hãm nó lại nó mất công. Đấy, các bác cứ này là xong. Đó, sử dụng rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là con 5 mét này sẽ là 40.000 và con 7,5 mét này sẽ là 50.000 nhá. 40.000 cho con 5 mét và con 7,5 mét này sẽ là 50k. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá. Đấy, hồ lô tưới cây. Lên cho em là hồ lô tưới cây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì rất là nhiều chức năng nhá, có van xả hơi này, có lẫy khóa bơm tự động này và rất nhiều chức năng các bác nhá. Đấy, con này thì xịt rất là mạnh,
và dung tích của nó rất là lớn luôn, 2 lít. Các bác có thể dùng để gọi là phun thuốc trừ sâu này, tưới cây cảnh, hoa lan, hoa liếc đều được hết nhá, ok hết luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con hồ lô tưới cây này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là hồ lô tưới cây, giá sẽ là 120.000 một chiếc nhá. Đấy, cuối năm thì các bác có thể mua về để tưới cây này, xịt rửa hoa lan, hoa liếc các kiểu con là điệu luôn. Đó, hồ lô tưới cây, hồ lô này. Hồ lô tưới cây giá sẽ là 120k nhá, 120k. Dung tích của nó là 2 lít, con này rất tiện luôn. Đấy, có van xả này, có van xả khi mà các bác con này bơm của nó thì nó rất là nhẹ nhá. Các bác bơm rất là nhẹ, chỉ cần dùng hai ngón tay cũng được này. Có van xả hơi này. Đấy, khi mà hơi bị đẫy quá các bác có thể xả ra này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có lẫy khóa nhá. Và có đầu để điều chỉnh phun xương nhá. Giá chỉ có 120.000 cho con hồ lô tưới cây này thôi. 120k. Lên mã giúp em đó là hồ lô tưới cây này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thẻ các bác nhá. Đó, lên cho em là máy đọc thẻ. Con này thì các bác mua về để cho trẻ em nhà mình học tập rồi nghiên cứu sáng tạo. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 trong con máy đọc thẻ như này thôi. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ có một bộ cho các bác là 112 thẻ nhá, 112 cái thẻ với rất là nhiều chủ đề khác nhau. Đây. Đấy, bố mẹ rồi cây cối rồi động vật rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Đấy, tàu bay rồi tàu hỏa rồi xe cộ đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, rất là ngon lành. Về nhà các bác chỉ việc là cho các em nó thả sức sáng tạo thôi. Đấy, các bác nhét vào cho em nhá. Đây, ví dụ nhét vào đây này. Đây các bác này. Đó. Con này nó có cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá, song ngữ luôn các bác nhá. Xe cứu thương. Đó, 100 trước con này em đang bán là 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 90 cành thôi. Một cái bộ của nó bao gồm là 112 cái thẻ như này với 224 từ vựng nhá. Tha hồ thoải mái cho các em nó thả sức xem sáng tạo, ngâm cứu rồi vui chơi. Đấy, vừa là đồ chơi công nghệ, vừa là tránh xa điện thoại, máy tính bảng, tivi, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này nhá. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Đó, máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hũ đựng tam bằng đồng nhá. Có lên cho em là hũ tam bằng đồng. Con này thì nó thực tế là nó là hàng hợp kim và mạ đồng thôi chứ không phải là nguyên đồng 100%. Ở đây nó sẽ có từ 15 đến 20% đồng được tráng bên ngoài. Em bảo hành màu cho bác dùng từ 5 đến 10 năm nguyên màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Các bác chỉ cần cho tam vào này thôi, cho tam vào này mình ấn này. Đấy, ấn này là tam nó sẽ đẩy lên, rất là tiện. Không dùng nữa thì ấn vào sạch sẽ, vừa để co trang trí trên bàn, vừa dùng để làm hộp tam rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng 95k một hộp như này, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy trà gót chân nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích này. Các bác dùng để mình trà gót chân rồi mài các cái phần da thừa. Ở đây có cho các bác là một cáp sạc và thêm một cái viên đá nữa đây. Các cái đầu ngón tay ngón chân các bác bị da khô nứt nẻ này. Đấy, hoặc là các cái phần vị trí như là gót tay gót chân bị khô nứt nẻ thì các bác dùng con máy này các bác trà đi cho em. Đặc biệt là mùa đông này thì rất là nhiều các cái phần da khô nhá. Đó. Con này nó đang yếu pin rồi đấy, bình thường nó rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó. Về nhà các bác sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Giá sẽ là 100.000 cho con máy trà gót chân như này. Ngoài ra thì cầm trên cái lọ cao ngựa, bên shop có bán kèm cả cao ngựa luôn để các bác bôi vào cho nó khỏi bị rát và nó làm cho mềm da đi. Lên theo là máy trà gót chân, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000. Đấy, và ngoài ra bên shop có bán cái cao ngựa, giá sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này, 30.000 một lọ nhá. Con này các bác dùng này, ném cho anh kia kéo ấy. Kéo với cái kìm luôn. Con này dùng các bác dùng nó rất là tiện ích nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy ra cho em như này. Đấy, và đây là cái cao ngựa này. Các bác bôi vào nó sẽ giúp cho da các bác mềm ra nhá, mềm ra. Đấy, và tái tạo da non. Đấy, rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác có thể bôi khi mà mùa này nó là mùa hanh khô. Các bác bôi rất là tốt, nó giúp cho mềm da nhá, mềm da và giữ ẩm cho da. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên theo là cao ngựa, giá sẽ là 30.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng thương hiệu Crossman USA này, Crossman USA. Hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp nhá. Đó, đây. USA này, Crossman nhá. Con này thì hàng cực chất rồi.
bên shop thì bán rất là nhiều rồi, giá thì thực tế ra là giá rất là tốt luôn, chỉ có 100 cành thôi, chỉ có 100 cành cho một con kìm chết này thôi nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết này, thép CLV không gỉ này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, rất là đẹp. Hàng của Mỹ thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, giá sẽ là 100k cho một con như này nhá. 100.000 cho một con kìm chết Mỹ như này, rất tiện ích luôn. Các bác dùng làm thợ làm nghề. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia cặp kéo tóc nhá, cặp kéo tóc. Các bác lên cho em là cặp kéo tóc, bên em bán combo 2 chiếc như này. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 cho 2 chiếc như này thôi. Đựng trong một cái bao da cũng rất là chất lượng và xịn sò luôn. Đây, đựng trong một cái bao da như này. Một cặp bao gồm là một kéo cắt và một cái kéo tỉa luôn. Hàng của thương hiệu Kai của Nhật nhé, Kai của Nhật. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện. Bên shop thanh lý được trong hệ thống siêu thị đây. Hàng thương hiệu Kai Japan qua này. Đấy, Kai Japan của Nhật nhá. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. Một cắt một tỉa nhá. Các bác có thể mua về để mình kết hợp mình cắt tóc cho trẻ em người già. Đấy, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng được, rất là ok. Kéo thì rất là ngon, cắt thì rất là trơn tru và mượt mà và rất là ngon luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một cái cặp kéo tóc này thôi, rất là rẻ luôn. Đấy, thì bên em bán combo cho bác, ví dụ các bác mua cả kéo, cả kéo, cả tăng đơ, những các thứ cũng chỉ mất khoảng 200-300.000 thôi là các bác đã có một cái bộ đồ nghề cắt tóc rồi. Mà giá thì cực kỳ là bình dân nhá. Lên cho em là cặp kéo tóc, giá sẽ là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, lên cho em là cặp kéo tóc này. Cặp kéo tóc giá sẽ là 160k. 160k cho hai chiếc kéo cắt tóc này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt cành hộp đỏ như này. Hàng rất chất lượng cho bác luôn, lò xo là lò xo chữ V này. Đấy, chất liệu của nó là thép CLV nữa, hàng của Nhật có chữ triện đàng hoàng, made in Japan cho bác. Japan cho bác luôn này. Đấy, có chữ triện này các bác này. Đấy, logo đây. Đấy, bên này này. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, cắt rất là ngon và đầm tay luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo cắt cành hộp đỏ như này. Các bác có thể mua về để mình làm vườn, làm bonsai hoặc là mua về để làm quà, rất là ok. Ok cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo cành hộp đỏ, kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ giá sẽ là 160k một chiếc nhá. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình đựng chè inox nhá. Cái bình inox này thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây. Đấy, rất cao cấp nhá, bằng inox như này. Có gioăng cao su nhá, rất là tốt cho bác luôn. Có cho các bác là 3 màu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Có màu vàng này, màu đỏ đô này, màu vàng, màu đỏ đô. Đấy, cái này cái bé này đặt này về có 2 màu thôi, có màu vàng và màu đỏ đô thôi các bác nhá. Đó, 2 màu như này. Đấy, lên cho em là bình inox 2 lạng nhá. Màu vàng gold rất là đẹp luôn và màu đỏ đô như này. Chất liệu bằng inox này. Cái này thì các bác có thể đựng được bình chè 2 lạng. Con này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con bình chè inox 2 lạng như này. Đấy, lên cho em là bình chè inox nhá. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì có về cho các bác cái bình 4 lạng này. Đấy, bình này thì sẽ là 4 lạng thì nó sẽ là 130.000. Thì có là màu inox này, màu đỏ đô này và màu vàng gold nữa. Đấy, cũng có màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold. Đấy, thì con này có 3 màu. Cái bình to này có 3 màu. Nói là đựng chè thôi chứ các bác có thể đựng đa năng nhá. Đấy, cà phê này, lạc này, đỗ này, rồi ngũ cốc này, nói chung là các bác đựng cái gì cũng được. Nó bằng inox, thứ nhất là sạch sẽ, sáng bóng, đẹp. Thứ hai là có gioăng cao su. Đấy, giữ hơi tất rất là tốt luôn. Đó, thì các bác đựng chè này, đựng cà phê này, đựng các loại hạt này, muối vừng rồi hạt nêm mì chính đều ok hết nhá. Gọn gàng sạch sẽ, hoặc các bác có thể đựng đồ ăn cũng được. Đấy, đựng đồ ăn mình mang đồ ăn khô hoặc là nói chung là các cái thực phẩm đều ok hết. Nó hàng bằng inox cho nên các bác yên tâm sử dụng, sạch sẽ, an toàn. Con bé này thì sẽ là 90.000 và con to này thì sẽ là 130.000. Các bác lên cho em là bình inox nhá. Bình chè inox sẽ có cho các bác là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. 2 lạng thì 90.000 và 4 lạng thì sẽ là 130.000. Đó, giá thì rất là hạt rẻ và hợp lý cho các bác thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút nước rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút nước rửa bát. Thì combo sẽ bao gồm cho các bác là một đầu dẫn ống hút như này, một thân vòi nhá, một thân vòi. Có gioăng giếc các thứ đàng hoàng cho bác luôn, có gioăng cao su các thứ, đầu gen xoáy kết nối nhá, bằng inox hết này. Đấy, và một đầu vòi như này, đầu vòi hút như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong cái bộ hút rửa bát như này. Rất là tiện, đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây rửa chén bát có dây kéo hút, dài tiện lợi, sắm ngay thôi. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đó.
Đấy, rất là tiện nhé. Lắp vào sau đó thì mình lắp vào cái vòi chậu rửa nhà mình là xong. Đó. Đây. Đấy, lắp vào là để mình để là xong. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, khi mình dùng thì không phải dùng cái vòi nhỏ nữa. Can 5 lít các bác cứ thế mình dã vào là nó hút hết là xong. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đấy. Ổ điện bao gồm là cả ổ điện và có chức năng sạc nhanh luôn. Có 4 cổng USB này, 4 cổng USB, 3 ổ cắm, có công tắc đóng ngắt và có sạc nhanh như này. Cắm cho anh cái dây này. Minh ơi. Đấy, giá thì cái ổ sạc nhanh này bao nhiêu? 120.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này nhá. Các bác có thể để điện thoại vào đây này, nó có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn. Dây thì dài khoảng 2 mét nhá. Dây dài khoảng 2 mét rất là tiện ích các bạn. Đấy. Dây dài khoảng 2 mét như này, các bác có thể cắm điện vào trực tiếp vào cho em này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có cả cầu dao luôn nhá, có cả cầu dao luôn, rất là tốt luôn. Đó. Và có chức năng sạc nhanh như này, các bác chỉ cần đặt vào đây là nó sẽ có chức năng sạc này. Đấy, đang sạc cho các bác nhá, rất tiện luôn. Đấy, máy điện thoại nào có sạc nhanh các bác đặt vào cho em là ok này. Đấy, rất tiện các bác. Đấy, rất tiện luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là công tắc đóng ngắt luôn nhá, có đèn báo này, có công tắc đóng ngắt. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh, giá sẽ là 120.000. Ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái con máy mài dao nhá. Lên đã giúp cho em đó là máy mài dao. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích như này. Các bác dùng để mài dao, mài kéo đều ok hết nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Con này nó sẽ có sẵn đầu cắm rồi, các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái viên đá mài như này. Đấy, một viên đá mài như này. Đó. Và các bác đưa dao vào là mình mài thôi. Đây. Ví dụ có viên đá mài này, các bác đưa dao vào mình mài qua này. Đấy. Đưa dao vào là mình mài đấy các bác này. Đấy, đấy các bác thấy không? Đó, mài ra như này các bác nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Thì một cái viên đá mài như này. À, một cái máy mài dao như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho con máy mài dao này, mài bằng máy thì nó nhanh và nó tiện hơn. Có thêm cả một viên đá bên ngoài nữa nhá. Lên cho em là máy mài dao, giá sẽ là 80k. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì gọi là ship hàng toàn quốc luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 20.000 tiền ship nữa nhá. Cộng em 20.000 tiền ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là kia mắc treo quần áo nhá. Đấy, các bác lên cho em là mắc gỗ này, mắc áo gỗ. Đấy, lên cho em là mắc áo gỗ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một cái mắc áo gỗ như này nhá. Lên cho em là mắc áo gỗ 40k. Cái này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái sắt như này và nó có sẵn lỗ rồi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cái gen này cho em xong rồi. Xoáy cái lỗ này để mình treo quần áo, treo đồ. Đấy, con này thì đa di năng luôn. Ngoài treo quần, treo áo thì các bác có thể treo đồ đoàn các thứ. Đấy, mình treo lên cửa sổ này, sau đó thì mình có thể treo lên vào những cái mắc này, nó rất là tiện. Lên cho em là mắc gỗ nhá, mắc gỗ. Giá sẽ là 40.000. Đó. Mắc gỗ này. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái mắc gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là kệ góc vuông nhá, kệ góc vuông. Đấy, kệ góc. Thì cái này các bác về nhà các bác cắt đôi cái tấm dán này ra. Đấy, cắt đôi tấm dán này ra cho em, sau đó thì mình sẽ treo vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì em còn một ít nữa, thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá, thanh lý nốt cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cái kệ góc này thôi. Giá chỉ có 40k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kệ góc, giá sẽ là 40.000. Đó, kệ góc này. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc. 40.000 cho một chiếc kệ góc như này nhá. Giá thanh lý cho các bác nhá. Nó chỉ có một cái móc dán như này thôi, về nhà các bác cắt ra làm đôi, sau đó thì mình treo vào cho em nhá. Treo vào cho em là ok. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái kệ như này này. Đấy, về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em này. Đó, sau đó thì mình treo lên tường cho em. Nó rất là tiện luôn. Đó. Các bác có thể để rất là nhiều đồ đoàn được nhá. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết. Đấy, dán vào nó chịu được tương đối là nặng đấy, thì các bác để đồ đoàn rất là sạch sẽ, xịt nước vào cũng ok. Đó, rất thoải mái luôn. Giá thì chỉ có 40.000, thanh lý cho bác giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu, giá thì sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu rồi đánh dấu các cái vật cũng đều ok đây các bác. Đấy, các bác nhấp này sẽ có dấu luôn. Đây. Đấy, đánh dấu trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết nhá. Đấy, trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết, rất là tiện. 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Giá sẽ là 40.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, các lên cho em là kìm bạc này, kìm bạc đầu bằng. Đó, kìm bạc đầu bằng như này. Đấy, con này thì sẽ là 180.000 một con kìm bạc đầu bằng như này. Rất là tiện ích cho bác luôn. Đấy, hoặc các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO nhá, kìm đầu bằng FO. Đấy, giá cái kìm FO của Nhật đây, dài 220mm, 2 tức là 22 cm, hàng của Nhật này. Đấy, Japan đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là kìm đầu bằng FO 180.000 nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO 180.000 một con như này. Đa di năng cho các bác luôn. Đấy, con này thì dùng đa di năng nhá. Tuốt dây bấm cốt các thứ rồi cắt xoắn dây đều ok hết. Kìm bằng FO này, kìm FO. Giá sẽ là 180k cho cái kìm FO như này nhá, kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chai xịt inox đa di năng như này. Các bác có thể dùng để mình xịt inox này, rồi là xịt chống rỉ, chống han rỉ, chống sét các bác này. Đây, các bác xịt lên cho em. Đấy, nó sẽ là một cái lớp inox tráng mỏng như này. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá sẽ là 80k. 80k cho một chai sơn inox như này nhá. Giá sẽ là 80k các bác này. 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao như này. Đây nó sẽ là một cái khay rất là tiện ích để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hao cả. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn các bác, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là ok. Đó, khi mở ra thì nó sẽ như này. Các bác có thể đựng hoa quả hoặc hấp bánh bao hoặc là chiên dùng để hấp đồ ăn rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái khay hấp bánh bao này thôi. Khay hấp bánh bao giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là cà lê 8 đầu đa năng nhá. Cà lê 8 đầu bạc này. Đấy, 8 đầu bạc nó sẽ là màu bạc như này. Đó, cà lê 8 đầu bạc, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 130.000 cho một con cà lê 8 đầu bạc như này nhá. Hàng của thương hiệu Rama Shikensei các bác này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con cà lê 8 đầu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 đầu. Đấy, bên này thì 8, 10, 11, 13 và bên này thì sẽ là 13, 14, 17, 19. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn. 8 đầu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho cái cà lê 8 đầu bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, vít đen trợ lực này. Con này thì giá sẽ là 60.000 cái bộ vít đen trợ lực như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Mỗi đầu là một loại khác nhau nhá. Ba khe lục giác, mũi khế, hoa thị đầy đủ cho bác luôn. Đây, các bác chỉ cần đút vào này cho em xong này. Đấy. Con này thì nó sẽ là có xoáy nhanh nhá. Đấy, thứ nhất là có xoáy nhanh, thứ hai có đảo chiều và thứ ba là có trợ lực rất là tốt luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn, có trợ lực thép CRV. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con tô vít như này thôi. Đấy, lên cho em là tô vít đen. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Lên cho em là tô vít đen. Giá sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để mình gọi là xoáy rồi vặn vít các thứ rất là ok nhá. Đấy, tô vít đen trợ lực giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, các bác đã có ngay một con vít đen trợ lực đa năng luôn, giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi nước. Các bác lên cho em là vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ là hai loại vòi như này. Một là màu cam, hai là màu xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam, màu xanh. Cho nên là bên em lên nó sẽ là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Và hôm nay thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con vòi cam xanh như này. Đấy, giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 chia ra làm hai đường nước luôn. Một, hai đường nước như này. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Màu cam và màu xanh thì lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Hai đường nước, có gen để các bác xoáy kết nối. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh nhá. Cứ dọn đi, cứ dọn đi. Đèn 5 cánh như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ làm con bóng đèn 5 cánh như này, siêu sáng cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 125.000 nhá, 125k. Đấy, lên trên là đèn 5 cánh, giá sẽ là 125.000. Con này thì siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, cái chỗ em quay này. Đấy, rất sáng nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Đấy, giá sẽ là 125.000 cho một con đèn 5 cánh như này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, cái chỗ em quay này, rất sáng luôn. Đó, bóng rất sáng luôn nhá. 125.000 cho con đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 chiếc, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ cho các bác luôn. Được làm từ sợi than tre hoạt tính các bác nhá, sợi than tre hoạt tính Hàn Quốc đây, Korea nhá. Con này nó đang bán ở siêu thị Việt Nam mình là 36.000, nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân bán cho bác cả hộp này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một hộp như này nhá. 110.000
Một hộp này là 110.000, 30 chiếc nhá. 30 cái này bằng 110k nhá. Mua 4 cái là bằng 20.000, bán từ 4 cái trở lên, và 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Các bác mua cả chục thì sẽ là 40.000, mua 10 cái thì sẽ là 30 cái là 110.000, còn 4 cái thì sẽ là 20.000 nhá. Bên em bán từ 4 chiếc trở lên. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng, cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết, của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhá, Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới, cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này, đó. Adcock 30A nhá, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này, 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhá, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AD 40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD 40A. Dòng dò của nó là 30mA nhá. Đấy, AD 40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ. Nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80 đến 90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con AD này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là AD đại 40A nhá. Đó, AD đại này. AD đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái AD đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. AD đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A, và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ, hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát, thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là AD đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là AD đảo chiều 63A này. Đấy, AD đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là AD đảo chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó, thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó, thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào cho em. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó, thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000.
Đấy, các bác đeo vào đây cho em này, đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại, hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy ra cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy, cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Còn nhang hạc thì sẽ là, nhang hạc sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra. Sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30.000 nha. 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó. Tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó. Có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn, thì các bác mua lấy màu nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bác này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đây các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đó. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. 90.000 trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10, vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80.000 nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Bên em thì ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Ship hàng toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bỏ tranh kỳ biển. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bàn là mini nhá, bàn là mini. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bàn là rất là tiện ích luôn. Các bác có thể mang đi du lịch này, đấy, đi
mang đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều được hết. Đó, hàng thì rất là tiện ích này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có độ gấp gọn như này. Khi các bác gấp thì nó rất là gọn. Đấy, gấp rất là gọn. Mang đi mang lại nó rất là tiện luôn. Đó. Hàng thì hàng của Nhật nhá, sử dụng điện 110 đến 220 V. Các bác sử dụng điện 120 thoải mái luôn. Các bác về các bác tháo cái nắp này ra cho em này. Đấy, và tháo cái lẫy này ra. Mình cho nước vào đây, cho nước vào cái lỗ này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, có cả hơi nước cho bác luôn. Cái phần gang này của nó rất là dày, độ nóng rất là nhanh và dùng thì rất là thích. Và hàng này thì nó sẽ là hàng mini nhưng mà đầy đủ luôn. Có điều chỉnh tăng giảm này, có điều chỉnh tăng giảm nhá. Đấy, có hơi nước này. Rồi dây của nó là dây vải dài khoảng 1,5 m đến 2 m nhá. Rất là đầy đủ các cái chức năng tính năng trong một cái con bàn là mini hơi nước như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135k thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, bàn là mini được không? Bàn là mini. Bàn là mini giá sẽ là 135k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái kìm bấm cúc nhá. Ở đây thì các bác khi các bác nhận được hàng thì sẽ là một kìm bấm này, một cái bộ cúc đầy đủ combo cho các bác như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, bấm cúc áo rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, khi mình bấm thì bấm vào nó như này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cúc kiếc cho các bác đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái bộ cúc như này, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Sau đó thì mình sẽ bấm vào này. Đấy, mình bấm vào quần, bấm vào áo này. Khi quần khi áo các bác chỉ cần bấm vào cho em là xong. Đó. Bấm vào. Đó, thì nó rất là tiện này. Quần áo chăn màn rồi các cái gì mình cần thì mình bấm vào cho em, nó rất là tiện luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đặt vào. Đấy, bấm khi quần khi áo rồi chăn màn rồi nói chung là cái gì cần thì mình bấm vào cho em, rất là tiện luôn. Khi quần khi áo, đấy, cúc quần, cúc áo đều được hết nhá. Giá rất là vừa phải, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một cái bộ sạc dự phòng A như này, bao gồm cho các bác là một cáp sạc, một sạc này và một dây nhé. Đấy, một dây sạc này. Và có cả cái bộ dây cho bác luôn. Bao gồm sẽ bao gồm cho các bác là 3 dây cho 3 loại điện thoại nhé. Samsung, iPhone, Type-C này. Và một cái chân sạc to này là sạc USB sạc vào này. Hoặc có một cái dây sạc nhỏ cho các bác như này. Hàng thì công suất của nó sẽ là 20.000mAh nhé. 20.000mAh. Và giá của nó sẽ là 230.000 nhé. 230.000. Đây, hàng này của thương hiệu Takasio Made in Japan nhé. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, đây. Dung lượng pin của nó này, 20.000mAh này. Con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, ví dụ như các bác hay đi du lịch, đi học, đi làm hoặc là dùng điện thoại hay bị hết pin, hoặc các bác cần dự phòng các bác dùng con này cho em. Rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần mang cái cục này đi là sử dụng được hết rồi. Có thể cắm vào chân sạc đa di năng được hết nhá. Đấy, nó có đủ các loại chân, mình không cần phải mang thêm dây dạ làng ngoàng nữa. Lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng A, giá của nó sẽ là 230k. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng A, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái ghế hơi cho này. Đấy, các bác lên cho em là ghế hơi nhá. Đấy, thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Đấy, một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Và kích thước của con ghế to này thì sẽ là 1m16 này nhân 98 nhân 83 nhá. 1m16 nhân 98 nhân 83. Còn con nhỏ này thì sẽ là 62 nhân 31 nhá. 62 nhân 31. Đó. Chiều cao của nó là 1m16 luôn. Đấy. Đây. Và chiều rộng là 98 này và chiều ngang là 83 nhá. Rất là rộng luôn. Người ngồi lên thoải mái nhá. Lên thì em là ghế hơi, giá sẽ là 370.000 nhá. 370k. 370.000 một cái bộ ghế hơi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi bơm lên thì nó sẽ rất là to như này. Các bác có thể dùng thoải mái luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ lộn rất là êm và ấm nhá. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là cao su để nó chứa hơi các bạn, rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng luôn. Đó, hai người ngồi thoải mái luôn các bạn. Giá thì chỉ có 350.000 thôi. Đó, trước em đang bán là 370, đặt này về cho các bác cái giá tốt luôn. Chỉ có 350.000 thôi. Đây các bác này. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn các bác theo. Đấy. Rất tiện ích nhá. Giá chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Về nhà các bác có thể dùng để nằm, để xem TV này, nghe nhạc này. Rất là tiện ích luôn nhá. Giá chỉ có 350k thôi.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên cho em là cốc tự khuấy này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cái cốc tự khuấy như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Bỏ cho anh hai cái viên pin bé. Đấy, con này thì nó sử dụng hai cái viên pin con thỏ nhỏ nhá. Đây có mà. Đấy. Giá thì bên shop bán là sẽ không bao gồm pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Hai quả pin con thỏ nhỏ như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đây các bác nhá. Đây nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường này. Đấy các bác chỉ cần cái hạt nam châm này thì các bác có thể lấy ra để mình rửa vệ sinh được nhá. Đấy, sau đó thì mình thả vào nó sẽ luôn luôn là dính vào giữa này. Đấy, cho nước cho cà phê vào nó sẽ tự khuấy rất là ngon các bác. Đó, khuấy đảo chiều rất là ngon để cho các bác pha cà phê, pha các loại hạt đều được nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000, không có pin nhá. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em và khi các bác vệ sinh thì mình tránh cho cái phần pin này nó tiếp xúc với nước là ok nhá. Đấy, các bác vệ sinh thì mình chỉ vệ sinh bên ngoài và bên trong thôi. Bên ngoài thì bằng nhựa rất là đẹp và bên trong bằng inox 304 và nắp thì chỉ có gioăng nhá. Nắp có gioăng như này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì bên shop về tới bác cái chổi lông phớt trần nhá. Giá thì sẽ là 55.000 một chiếc. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một chổi và một cái cán như này. Các bác có thể mua về để mình dọn dẹp vệ sinh nhà đón Tết này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em. Cái chiều dài của nó thì từ 2m2 đến 2m8 nhá. 2m2 đến 2m8. Đấy, có lô thì dài tới 2m8 luôn, các bác có thể gấp vào như này. Đấy, và có thể tùy chỉnh được. Kéo dài thì nó sẽ ra khoảng từ 2m4 đến 2m8 các bác này. Rất là dài luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần này, vệ sinh lau chùi rất là tiện ích. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 55.000 thôi. Các bác có thể cho vào như này để mình dùng này, hoặc là bác nào cẩn thận hơn thì mình có thể tháo ra gấp gọn vào cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là một cái bộ chổi lông phớt trần như này chỉ có 55.000 thôi. Lên cho em là chổi lông phớt trần này, chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá, cọ nồi. Con này thì giá chỉ có 15k một cái thôi. 15k cho mấy cái cọ nồi như này các bác này. Đấy, 15.000 và 40.000 ba chiếc. Đây, về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em cái dầu rửa bát vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái giọng lưới như này, khi các bác dùng thì không sợ bị bong, bị bật ra ngoài nhá. Nó không như cái bút rác truyền thống. Và các bác nào mà bị dị ứng với các cái loại nước rửa bát thì dùng con này rất là tiện. Mình không cần phải động tay vào đâu. Mùa đông lạnh thì các bác chỉ cần là trà cọ rửa này, sau đó thì mình xả nước đi là xong. Rất tiện ích, giá sẽ là 15k. Lên cho em là cọ nồi nhá, 15.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cái bộ nồi 5 món như này. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm rất là tiện ích và nó độ dày của nó vừa phải, các bác có thể dùng để mình đa di năng. Đấy, mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín thôi. Chứ còn cái này thì em không khuyến khích các bác là đun nấu tại vì nó vừa phải thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 nồi tất cả, 5 nồi. Nồi nào vung đấy cho các bác luôn nhá. Nồi nào vung đấy này. Đây. Đấy, nồi nào vung đấy cho các bác này, rất là tiện ích luôn nhá. Nồi nào là đi với vung đấy rất là tiện ích luôn. Và có cho các bác là hẳn 5 cái nồi luôn. Đấy, đầu tiên là nồi to này. Đấy, nồi to này, sau đến cái nhỡ này. Đấy, đến cái nhỡ này, cái nhỏ hơn này. Đấy, nhỏ hơn nữa này. Đấy, và cái nhỏ nhất này. Các bác cứ sắp vào này cho em là xong. Đấy, cho nó nồi nào xếp vào vung đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn nước đều ok hết nhá. Đấy, chế biến đồ ăn. Đấy, sau đó thì mình lại cất đi, nó rất là gọn. Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140.000. Bộ nồi 5 món này, 5 món. Giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọi là đựng các cái dòng nước uống hoặc là nước lọc, hoặc là nói chung là đựng cái gì cũng được, nó rất là tiện. Con này thì chuyên dùng để đựng nước nguội thôi, chứ con này không giữ nhiệt được đâu các bác nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80k. 80k cho một cái bình như này nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con bình như này, dung tích của nó là 2 lít này. Các bác dùng để đựng nước lọc này, đựng nước uống, nước trà, các thứ đều ok hết nhá. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt nhá. Đấy, bên trong bên ngoài đều bằng inox hết, sáng bóng đẹp. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con bình như này nhá. Dung tích của nó là 2 lít này. Hàng của Nhật này, dung tích 2 lít rất là ngon luôn.
inox sáng bóng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa nhé, áo mưa đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng áo mưa choàng. Đây anh em là áo mưa choàng, con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình mang đi xe máy. Đấy, nó có cả ấy đồng hàng nhé. Có cả cho các bác là những cái chắn nước như này. Chắn nước này rất tiện ích này. Đấy, con áo mưa choàng như này. Bình thường nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác 150, hôm nay bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 cho một con áo mưa choàng này thôi nhá. 100.000. Hàng áo mưa to nhá. Công ty áo mưa Thành Nam. Hàng loại này là loại to nhá. Loại to cho các bác luôn. Đó. Có cả mũ này. Đấy, có cả mũ miếc cho các bác luôn nhá, đầy đủ luôn. Có cả cái kính phản quang này, rồi có cả nhìn kính nhìn gương đầy đủ như trên hình như này, mà giá chỉ có 100k thôi. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 170 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đây nó sẽ là một cái cân vừa sinh để các bác có thể dùng để mình gọi là cân đồ trong bếp nhá, đồ trong bếp. Dòng này thì lô này về thì lại có kèm pin cho các bác luôn. Có lô thì sẽ có pin mà có lô thì không có pin. Đấy, lô này thì có kèm pin cho các bác nhá. Đó thì cái này nó về theo lô, có lô thì có pin, có lô thì không. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và có tính năng trừ bì. Các bác dùng trong nhà bếp thì rất là ok. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con cân 5kg như này. Đấy các bác bật lên cho em nhé. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, đây đặt lên đây mình cân các bác này. Đấy, các bác đặt lên đây mình cân này. Đấy, chế độ gam các bác này. Đấy, chế độ gam mình đang bật này. Em đặt cái cân này lên thì nó sẽ là 213g này. Sau đó thì các bác nhấn cái nút nguồn này thì nó lại về 0. Và các bác lại tiếp tục cân được nhá. Lại tiếp tục cân này. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái cốc tự khuấy này sẽ là 313g này đấy. Các bác bỏ ra thì nó lại về 0 nhá, về 0. Đấy và các bác bỏ ra phát nữa thì nó lại về cái cân của nó và các bác nhấn nút nguồn này nó lại về 0. Tóm lại là con này có tính năng trừ bì thì các bác có thể dùng để mình cân đong đồ trong bếp rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con cân như này giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá, cân 5. Cân được 5kg, 5kg giá sẽ là 50k. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Vấn tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Không cái điện thoại. Nay bỏ anh ấy biển Minh ơi. Nay thì bên shop về cho bác cái lô dép ui giời. Dép đi trong nhà các bác nhá. Đấy dép đi trong nhà đây. Đấy thì nó sẽ là dép shop đi trong nhà như này. Cái này của nó thì cỡ thì nó sẽ là free size các bạn, nam nữ đi được hết nhá, nam nữ đi được hết đó, cỡ free size. Cái này nó không có size và nó có cái độ co giãn nhất định cho nên là nam nữ đều đi được cả nhá. Và màu thì nó sẽ là rất là nhiều màu như này, cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi chứ không có chọn màu được các bạn nhá. Dòng này nó là đi trong nhà cho nên nó không có phân biệt là nam hay nữ, ai cũng đi được cả nhá. Chỉ có cái là mình ví dụ như mình lấy 3-4 đôi thì em sẽ lấy đủ màu cho các bác để khi mình đi thì nó sẽ là phân biệt cho mỗi người màu cho nó tiện các bạn. Đó đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là nhung như này nhá, nhung nỉ này. Đấy, nhung nỉ rất là êm luôn. Và cái này của nó thì nó sẽ là bọc xốp như này. Các bác đi trong nhà thì vừa ấm áp, vừa êm ái, vừa nhẹ nhàng nhá. Đấy, ấm áp, êm ái, nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Lên thì em là dép xốp nhá, dép xốp đi trong nhà 35k. Đó, giá chỉ có 35k thôi. 35k cho một đôi dép như này. Đấy, rất tiện để các bác đi sinh hoạt trong nhà rất là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi cái này lên. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Một cái bộ như này nó sẽ là 50.000 cho một bộ như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt cho em thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái gen xoáy như này. Đấy, các bác xoáy cái gen này vào cho em này. Sau đó thì mình sẽ đẩy vào cái phần khuyết này đây. Đấy, có cái phần này thì các bác đẩy vào này. Đẩy vào để mình lắp vào cái lẫy này này. Đấy, các bác đẩy thật chặt vào chứ. Đó, và nó có cái lẫy như này. Đấy, con này rất là ngon luôn. Sau đó thì các bác xoáy cái cán vào thôi. Con này thì các bác có thể dùng để lau kính này, rồi dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đấy, có quai đeo như này, các bác có thể đeo lên rất là tiện. Chiều dài của nó thì khoảng 1 mét nhá. Có thể xoay đảo chiều như này các bác này. Đấy, có cái phần này để các bác dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh này, còn cái phần này các bác dùng để rau lau dọn kính kiếc các thứ này, rất là tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chổi lau kính như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên cho em là chổi lau kính 50.000. Các bác này đấy, nó sẽ là một cái chổi như này các bác này. Các bác ở khe hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xay tự do, dây chợp kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gắn nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước.
Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự hữu ích không? Phong tắm sử dụng được 5 năm mà vẫn còn mới. Thật dễ dàng để làm sạch với chiếc cọ này. Các góc và khe hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xay tự do. Dây trượt kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gạt nước ở phía sau. Chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự hữu ích không? Lên cho em là chổi lau kính giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop còn một số cái mã thắt lưng đồng hồ nữa này. Đấy, thắt lưng đồng hồ thì giá thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng này, một dây thắt lưng rất là đẹp luôn. Đó, một dây thắt lưng rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một dây thắt lưng mặt đúc liền như này. Đấy, chất liệu của nó này rất là đẹp luôn, da thì rất là mềm nhá. Tiếp theo là một chiếc ví các bác này. Đấy, một chiếc ví như này. Tiếp theo là một chiếc ví như này các bác nhá. Một chiếc ví rất là đẹp luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Perro này. Đựng trong hộp này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà này. Tiếp theo là một con đồng hồ này. Đấy, một con đồng hồ như này. Đó, thì combo cho các bác sẽ là 3 món này, một thắt lưng, một ví. Đấy, một thắt lưng, một ví và một đồng hồ như này nhá. Một thắt lưng, một ví, một đồng hồ như này. Bên shop thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 220.000 thôi. 220.000 cho 3 món như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiền ship em mất 30.000 rồi. Tính ra các bác mua vào chỉ còn có 190.000 cho 3 món này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là thắt lưng, ví, đồng hồ nhá. Đấy, em còn mấy mã nữa thanh lý nốt này. Đấy, em đang bán là 265.000 nhá. Thanh lý nốt cho bác giá 220.000, bao ship tận nhà cho bác luôn, thanh lý lỗ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đeo đầu wifi nhá, đèn đeo đầu wifi. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đó. Con này thì nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, và có chức năng là wifi như này nhá, có chức năng là wifi tức là tắt mở cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt tay qua là nó sáng hoặc là nó tắt cho các bác luôn, rất tiện nhá. Đó. Pha thì có thể điều chỉnh này. Đấy. Pha có thể điều chỉnh các bác nhá. Đó. Đầu thân pha này thì bằng hợp kim và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Đèn wifi, giá sẽ là 130k. Đó. Đèn wifi giá sẽ là 130.000 nhá. Đèn wifi này giá sẽ là 130k một chiếc. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chốt cổng qua này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Con này thì rất là tiện ích nhá. Các bác chỉ cần sập vào này là xong xong này. Đó, sập vào như này là xong. Đó. Khi các bác mở ra thì mình chỉ cần đẩy lẫy này là sẽ ra này, còn khi các bác sập vào thì tức khắc là nó sẽ tự trượt xuống nhá. Nó rất là tiện như này. Và một cái bộ chốt cổng tự động như này thì giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Đó, rất tiện ích luôn các bạn. Đó, đây, các bác theo. Đây. Đấy. Khi mình đóng cổng vào thì nó sẽ tự sập xuống các bạn. Đấy, tự sập xuống như này. Đấy, tự sập xuống nó rất là tiện nhá. Và giá thì sẽ có cho các bác là 45.000 trong cái bộ chốt cổng tự động như này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể sử dụng về mình bắt ốc vít hoặc là về mình hàn trực tiếp vào cổng cũng được, nó rất là tiện. Chỉ cần là kéo cổng một cái là tự nó sập vào luôn, nó rất là tiện các bác nhá. Rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá. Khi mọi người muốn đóng cửa, đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này, rất chắc chắn mọi người, giật không ra nhá. Khi mình đi ra ngoài thì mình có một ổ khóa vào này giúp em thì gạt lẫy không lên nhé, và sẽ bị khóa chết nha, luôn không mở được nhé. Đấy, thì hàng rất là dễ sử dụng luôn, mọi người có thể lắp đặt ngay tại nhà. Khi đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này mọi người nhé, hoàn toàn tự động nhé. Đấy, sử dụng rất là đơn giản luôn ạ. Và khi mình đi từ ngoài vào mọi người nhé, mình chỉ cần luồn tay vào trong mình gạt nhẹ lẫy chốt lên rất là nhẹ và đẩy cửa vào thì là sẽ tự mở nhé. Đấy, gạt rất nhẹ này, đẩy cửa vào là mọi người thấy không? Em đang làm đấy, trực tiếp là em làm luôn mọi người nhé. Thì hôm nay bên em nó giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Bao gồm cho các bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng made in Japan này. Độ rọi xa là từ 600 đến 1000m nhá. Đó. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Đó, đây, đèn xanh của nó này. Đấy. Một pin sạc năng lượng mặt trời này, một cái phá kính này, một cái cắt dây này, một cái nam châm hít này, phá kính này, cắt dây này. Rồi có la bàn này, có còi hú này. Và rất nhiều tính năng nữa nhá. Có sạc ra cho điện thoại và chân sạc vào này. Đó, và đèn thì cũng rất là sáng luôn nhá. Đèn rất là sáng luôn. Đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này. Các bác giữ lì cái phím này cho em thì nó sẽ chuyển sang đèn trắng này. Và giữ lì nữa thì nó sẽ chuyển sang đèn cảnh báo nhấp nháy nhá. Đó, đây. Đấy, giữ lì chuyển sang cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Rất là chắc chắn luôn. Đem mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật 180 cành,
180k cho một con đèn pin cảnh sát Nhật này anh quay nhá. Đó, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này, đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó, tiếp theo thì bên shop đưa cho anh cái đèn này cầm tay. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn mới, đó là cái đèn cầm tay nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, con này thì nó cũng có pin sạc năng lượng mặt trời và cái giá thì rất là hạt rẻ cho các bác thôi. Một con đèn cầm tay như này giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đấy, con này hết pin mất rồi. Đấy. Ra đi sạc. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tấm pin năng lượng mặt trời nhé, và rất là nhiều các cái đây, tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, bật lên là nó có báo pin này, cũng gần hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một cái đèn mắt tròn này, hai mắt led này, sau đó là đến một cái pha rất là rọi này, nó có pin năng sạc năng lượng mặt trời, có cổng sạc ra cho điện thoại. Đấy, pin đang báo đây. Đấy các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đó đây. Rất sáng các bác, và pha của nó cũng rất là rọi luôn, pha rất là rọi nhá. Giá hay chỉ có 100 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ăn cơm ăn nước này, đi ra ngoài này hoặc đi làm này. Đấy, hoặc là sử dụng ở nhà cũng rất là tiện. Thì đề phòng khi mất điện. Và ưu điểm của con này nó có cái pin năng lượng mặt trời này thì các bác có thể sạc trực tiếp qua pin năng lượng mặt trời. Các bác chỉ cần để ra ngoài cửa sổ có đủ ánh sáng là nó sẽ tự sạc, mình không cần phải mất công cắm sạc tiếp, nó mất công nhá. Nên như là đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con đèn cầm tay như này. Thì ok.